Kính bạch thầy, mỗi ngày chúng con ôm cái máy nghe pháp của thầy Pháp Hòa mà không nhớ niệm Phật, vậy khi chúng con chết thì chúng con sẽ đi theo thầy Pháp Hòa phải không? Cái này em không có suối à. Quý vị biết cái máy nghe pháp á, bây giờ ta thâu với cái máy nó vô cả ngàn cái bài giảng vậy đó. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, nghe pháp với niệm Phật, cái nghe pháp á là chỉ là cái pháp học thôi, còn mỗi ngày mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình phải có ngồi thiền, mình có cái thời khóa nào cho mình á, cái đó gọi là pháp hành. Phật giáo có hai cách để mà tu tập. Nếu mà mình muốn cái pháp hành của mình hay, đúng, thì mình phải có cái học. Học mới biết cái nào đúng mình làm. Cho nên nghe pháp chỉ mới học thôi. Bây giờ quý vị học quá chừng quá đất, mở mang nhưng mà ôm mớ kiến thức không được, không có tu gì hết không được. Pháp Hòa ví dụ thôi, bây giờ người ta hỏi mình là tham là gì? Nói ồ, tham là khi mình muốn quá độ. Sân là khi mình nổi nóng lên. Rồi mình giải thôi, nào mình đọc thơ ha. Lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh như diều đứt dây. Hỡi ai nên lấy lời này, có nên tiếp đám rừng cây chăng là? Có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày? Có nên bứt mắt ngưng tai, có nên niệm Phật hoài hoài hay không? Ai hỏi mình giảng chàng vậy mà tới đụng tới mình nổi sân quá chừng, tại mình không có hành. Đấy không? Cho nên học là nghe pháp, hành là mỗi ngày mình ứng dụng. Đấy không? Thành thử ra cái này phải quân bình cả hai. Còn quý vị mà ôm cái máy quý vị nghe pháp không, nói cái vụ mà chết có theo thầy không đó. Ở bên Toronto có một chị Phật tử, lúc mà chị có mang thai đó, chị nghe băng giảng dữ lắm, mà chị nghe của Pháp Hòa nhiều nhất. Thành thử ra khi sanh đứa nhỏ ra có nó giống Pháp Hòa. Cái ba đó, ba nhỏ nựng đó, mà thật sự hai vợ chồng Pháp Hòa chưa bao giờ gặp mặt. Pháp Hòa chỉ nghe người thân kể, nó trời ơi, ba nó mỗi lần nựng nói trời ơi, may là ông thẻo của ông ở xa đó. Ông gần là có chuyện rồi đó. Ở đây là mình muốn nói là khi mà mình, giống như là khi mình có mang thai đó, mình nghĩ cái gì thì nó sẽ giống cái đó. Ví dụ như vì vậy cho nên hồi đó đó, cái có cái cách là người nào mà có mang á là người ta thường xem hình những đứa bé, xem hình Phật, những cái gì vui để chi, để người ta dưỡng cái đứa nhỏ đó. Còn ví dụ như mình ghét cái người đó, mình bực cái người đó, sinh ra ít nhiều nó giống cái người đó. Cho nên hồi nhỏ đó người ta hay nhắc nhở, khi mà nhất là người chồng, khi người vợ có mang thai thì người chồng phải là cái người giúp cho người vợ dưỡng thai rất là nhiều. Cho nên đó, cái công việc mà dưỡng thai đó, mang thai là của người mẹ, và trợ cho người mẹ dưỡng thai là công việc của người chồng. Người chồng không mang thai nhưng người chồng phải có trách nhiệm và bảo hộ giúp đỡ cho người vợ dưỡng thai, để hai vợ chồng cùng tác hợp tạo nên một đứa con cho nó đẹp, nó thanh tịnh giống như hai vợ chồng. Thí dụ người vợ cố gắng vui nhưng người chồng cứ chọc cho người vợ giận hoài thì sao vui nổi. Cho nên tuy người chồng không mang thai nhưng người chồng phải dưỡng thai. Còn người mẹ là người mang thai và người mẹ cũng phải tiếp nhận cái sự dưỡng thai đó. Cho nên hồi đó có người giải thích đó, tử cung là gì? Là cung điện của đứa nhỏ. Vì khi người con ở trong bụng mẹ, mẹ không dám đi mạnh, không dám ăn những cái gì mà có tác hại đến người con. Cưng đứa con như một hoàng tử, như một công chúa vậy. Cho nên là quý vị ôm cái máy niệm, ôm cái máy nghe giảng, chỉ là mình học cái pháp thôi. Còn mình ứng dụng, mình hành mới là điều quan trọng. Vì chính cái đó nó mới giúp cho mình hết khổ được.
Còn mình nghe pháp thật là nhiều mà mình không giải quyết được cái nỗi khổ của mình á, thì không chừng cái pháp đó trở thành ra cái mà hại mình nữa là khác đó. Nhiều khi mình biết nhiều quá mà mình rồi lúc đó không tự tu mà cứ thấy ai cũng xung quanh mình cũng trật hết á. Người nào cũng sai hết đó, bản thân mình không biết mình trúng sai gì hết. Cái đó là cái nguy hiểm. Thưa Thầy, ăn chay trường mà thấy con gián giết nó có tội không? Thật sự mình ăn chay thì ăn chay, mình giữ giới, mình không giết. Thật ra mình ăn chay là mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình qua miếng ăn. Rồi cái quan trọng là đời sống hàng ngày của mình đã thể hiện lòng từ của mình với những con vật xung quanh. Còn nhà mà có chuột có gián thì mình nếu vì cái sự bảo hộ sức khỏe hay như thế nào đó mình có thể làm, nhưng mà mình phải báo cho các vị đó biết. Tôi xin báo cho các Bồ Tát gián biết, đây không phải là nơi của các vị ở. Các vị từ đâu đến thì các vị theo đó mà đi. Trong 3 ngày nữa người ta sẽ tới đây để xịt thuốc, thì tôi không muốn tổn thương tổn hại đến quý vị, tôi báo cho quý vị để quý vị đi. Đó là ở bên Cali á, là cái xứ ấm á, mối rất là nhiều, mối gián. Ở đây là mình có chuột, phải không? Thành thử ra nhiều khi á, những cái chỗ công cộng là mình không được để cho nó lan tràn ra thì sở vệ sinh họ sẽ không có chấp nhận. Cho nên đôi lúc vì cái mình ở đâu nó có những cái luật đó rồi, và đồng thời để bảo vệ sự an toàn sức khỏe cho mọi người, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải gọi là gì, chấp nhận cái lỗi, nhưng mà chúng ta phải báo để chúng ta không có cố ý mà chúng ta đã làm cái việc là báo cho các vị đã biết rồi. Xin Thầy con hỏi, nếu có người thường ngày đều cầu nguyện niệm Phật được vãng sanh nhưng bị đột quỵ chết bất đắc kỳ tử, như vậy có được như ý không? Quý hiểu ý câu hỏi không? Hằng ngày thì xin vãng sanh về cõi Phật, nhưng bây giờ người này chết một cách nghĩa là đột ngột như vậy, có được vãng sanh không? Theo quý vị được vãng sanh không? Được không? Được. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta có 5 điều chúng ta không biết trước. 1, không biết mình sẽ bệnh gì. Đúng không? Mình đâu biết mình sẽ bệnh gì. 2, chừng nào mình bệnh. 3, khi nào mình chết. 4, chết vì lý do gì. 5, chết ở đâu. Có phải không? Thì Phật nói rồi, có 5 điều mình không biết được. Khi nào bệnh, bệnh gì, khi nào chết, chết vì sao mà chết ở đâu, không biết. Nhưng mà cái chuyện mà mình chết đó là việc sự thật của thế gian này. Còn chết cách nào không biết, mà chết cách nào cũng là chết. Và chắc chắn mình sẽ chết. Cho nên mỗi lần mình đụng chuyện mình nói chắc chết. Và yên tâm điều đó, vì mình sẽ chết chắc. Không có cái gì chắc hết, chỉ có chết là chắc thôi. Nhưng mà có một cái điều là vì mình biết vô thường nó sẽ đến với mình bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Cho nên hàng ngày tâm của mình phải hướng thượng, hướng Phật. Để chi? Để khi mình đi cái tâm mình nó có hướng nó đi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ quý vị có bỏ Pháp Hòa ở đâu thì trong bụng Pháp Hòa muốn đi đâu? Đi chùa thôi. Như vừa rồi Pháp Hòa đi giảng có một cái chỗ đó, trời ơi, chùa chật hẹp mà chưa có cái gì hết, vô nó lạnh, nó đủ thứ hết. Cho người ta hỏi, thôi giờ tụi con đi mướn khách sạn cho thầy ở nha. Và nó khỏi, miễn có chùa là ở được rồi. Thành thử ra ở ngay trong chùa đó, lạnh thì chịu lạnh, lạnh thì máu lạnh, nhưng mà đã có cái chùa thì mình cứ ở trong chùa. Vì cái tâm, trừ khi nào mình không có thì mình mới tính chuyện khác. Còn bây giờ mình có chùa mình ở chùa chứ mắc chi. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói cái tâm của mình hằng ngày như vậy. Ví dụ Pháp Hòa hỏi quý vị đi chơi, đi du lịch, đi qua các xứ vậy, cái quý vị đến đó cái hỏi người thân, ở đây có chùa không? Phải có chùa một cái gần đây không? Cuối tuần chở tôi đi chùa một cái.
hay là bữa nào rảnh chở tôi đi lễ Phật một cái. Tại cái tâm mình hướng chùa. Cho nên đời sống của chúng ta, quý vị sẽ biết một điều rằng rất là vô thường. Chúng ta hoàn toàn không biết mình chết ở đâu, chết lúc nào và chừng nào chết. Chuyện đó nó có thể xảy ra. Cho nên giây phút nào mình còn sống, lúc nào tâm mình cũng phải hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà hãy mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát thì bất cứ mình chết cách nào mình cũng đều được đi về cái cõi mình muốn hết. Tại mình muốn đi về cõi đó. Còn cái cách này chỉ là bình thường. Cho nên được vãng sanh chứ không sao, tùy theo cái tâm mình hướng. Thưa thầy, hôm con quy y, chồng con là đạo Chúa, con xin hỏi thầy, vậy trong nhà chồng con để hình Chúa có được không? Vì con đã thờ Phật trang nghiêm, con nghe nói một nhà không được thờ hai đạo, vậy xin thầy giải giùm con. Tại vì mình kỳ thị chứ hai ông cụ kia đâu có kỳ thị. Cụ Giê-xu với cụ Thích Ca enjoy mà đâu có gì đâu. Cho nên á, quý vị nhớ là khi mình còn phàm phu thì mình mới còn có ngã chấp mình ta. Chứ còn các bậc đạt tới cái chỗ đó rồi, các ngài đâu có thấy cái gì khoảng cách đâu. Thưa đại chúng, ngôn ngữ thì có phân biệt, nhưng mà tình thương thì không có từ ngữ. Mà tình thương thì thể là có con người, có trái tim là có tình thương giống nhau hết. Mà Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Không có khoảng cách, không có kỳ thị. Trong nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ. Bây giờ á, cái điều này á, rất là dễ thương, là hai vợ chồng cùng hướng về cõi đẹp. Chồng hướng về Chúa, vợ hướng về Phật. Thì mình để hai bàn thờ mình kính lại chung có sao đâu. Chỉ sợ cái là một người kia kỳ thị, cấm không cho mình đặt bàn Phật, hoặc là cấm không cho mình để bàn Chúa. Thì cái đó, cái điều đó mất vui. Cái điều mà không vui nó xảy ra. Còn giờ mà một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng, hạnh phúc quá rồi. Cho nên cô phải hạnh phúc, cô phải sung sướng là vì mình được một người chồng có hiểu biết, có cởi mở. Và mình cũng có cởi mở, có hiểu biết, cho nên mình đã tiếp nhận Chúa dễ dàng. Và vậy tại chúng nhớ là chỉ khi nào con người mình còn phàm phu mình mới có khoảng cách thôi. Cũng giống như mình nói thì nói tiếng Việt, chỉ có cái giọng nó khác thôi. Chỉ có cái giọng khác thôi chứ còn tiếng Việt là giống nhau hết à. Vậy mà cũng phân biệt Trung Nam Bắc không? Rồi cũng khổ theo miền vùng vậy. Cho nên mình hãy càng chia nào khổ hơn đấy. Mà mình càng ngồi lại với nhau thì mình càng hạnh phúc. Cái đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, trong nhà mà giờ năm anh em mà năm cái kiểu nghĩ, năm cách sống, thì có phải gia đình nó không vui không? Anh em cùng đồng lòng hết trơn nó vui. Mà đồng lòng gì? Hướng đẹp hết. Cho nên á, mình á, tin cái nào mình đừng có bác người ta. Cái đó là cái điều không có nên, mà không có dễ thương. Mà dễ thương nhất là mình tôn trọng người khác. Và thưa đại chúng, là quý thầy á, đi giảng á, đã từng giảng ở rất nhiều nhà thờ. Tại vì có đôi lúc mình không có chỗ, mình đi mượn nhà thờ. Mà nhà thờ rất là dễ thương, các vị linh mục cho mình mượn luôn. Như vừa rồi là Pháp Hòa giảng ở Hawaii á, ở Maui, hai ngày khóa tu giảng, những cái buổi giảng chính là giảng trong thánh đường luôn, giảng ngay trong cái thánh đường của các vị luôn, chứ không phải là giảng ở trong cái ho, trong cái hội trường gì của họ, giảng ngay trong cái lễ đường của họ luôn. Và chẳng những vậy mà Ma Sơ còn ra tiếp mình, chào mình nữa. Rồi Pháp Hòa cảm ơn quá chừng, bà nói không sao đâu các vị. Pháp Hòa còn nói thêm nữa, chỗ này tốt quá, mai mốt tụi tôi xài tiếp nha. Được sướng, được xài, được người ta cho mình dùng, tại sao lại kỳ thị? Cái đó là cái điều mình dở, và chính mình kỳ thị vậy cho nên mình khổ à. Xin thầy giải thích giùm con, tại sao con nằm chiêm bao thấy Phật?
họ bây giờ họ thấy Phật mà cũng không chịu, không lẽ muốn thấy ma? Thì tâm mình thường nghĩ Phật thì mình thấy Phật. Cái tất quý vị nhớ chiêm bao là do năm điều nha. Mình có năm lý do để nằm chiêm bao. Một là do túc nghiệp nè. Hai là do mình tâm sinh lý và mình ngủ thân thể nằm không đúng cách sinh chiêm bao. Ba là hàng ngày mình nghĩ cái gì thì đêm ngủ cũng chiêm bao. Bốn là quỷ thần. Năm là thiện thần. Ta mách bảo, ta gia hộ mình hay quỷ thần quấy phá. Thì hằng ngày mình nghĩ cái gì thì ban đêm mình thường thấy cái đó. Tại vì sao? Khi mình ngủ á, là năm cái thức của năm cái nhẹ mắt, tai, mũi, miệng nó ngủ. Thôi và ví dụ, bây giờ khi mình còn sống mình mở mắt, là cái căn này nè, con mắt này mở, nhìn thấy cảnh, thì cái ý thức của con mắt á, nó nhận ra liền, ô, chị năm, chị ba, cái ý thức nó nói. Rồi mình thí dụ như mình chưa gặp người đó qua, mình được người ta giới thiệu, mình nói tôi xin giới thiệu đây là ông Chính, thí dụ vậy. Thì ngay cái giây phút mình gặp được ông Chính, mình bắt tay ông Chính xong rồi, thì cái hình ảnh ông Chính nó nằm ở trong cái tàng thức, mình thu vô trong cái memory của mình. Thì tối mình ngủ là năm cái thức nó ngủ: thức của mắt, thức của tai, thức của lưỡi, thức của thân, thức của mũi. Năm cái này nó ngủ. Bằng chứng là ngủ rồi ai nấu xạo gì mình đâu có ngửi được. Rồi ai làm gì rột rạc nhỏ nhỏ mình đâu có nghe được. Thậm chí người ngủ mê mà ai lấy tay quơ quơ trước mắt mình đâu biết, đâu có thấy gì. Năm cái đó nó ngủ. Có một cái nó thức thôi, là cái ý thức mình nó ngủ. Thì nó thức. Cái ý nó thức nó mới đi vô cái memory đó, nó bốc lên. Cho nên mình có chiêm bao. Ban ngày mình nghĩ cái gì nhiều, ban đêm mình thấy cái đó. Ví dụ như mà nhiều khi mình thèm ra muốn xào quá, tối ngủ mình thấy ra muốn. Thậm chí đang ngồi tụng kinh cũng thấy dĩa ra muốn. Cho nên á, hằng ngày tâm mình nghĩ cái gì thì mình sẽ thường gặp cái đó. Cho vì vậy người ta kêu niệm Phật, nghĩa là chữ niệm là không phải lấy cái miệng niệm, lấy cái này, lấy cái tâm thức mình hay nhớ Phật, nghĩ Phật. Mà người nào hay bị tán loạn, ta đưa cái hình cho mình focus, mình nhìn vô cái hình đó, miệng đọc cái lời tên của Phật, mắt của mình nhìn để mình ý thức, mình tiếp xúc cái hình ảnh đó, để mình không có bị phân tâm. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Cho nên mình nằm chiêm bao là thấy Phật là tốt. Nhưng mà nhớ là mình chỉ thấy trong chiêm bao là gì? Tâm mình thường nghĩ thôi. Xin thầy cho biết Phật có nói láo không? Pháp Hòa hiểu được cái ý của câu hỏi. Thật ra đó thì chữ nói láo là gì? Nói nó có bốn cách nói. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, gọi là nói dối, nói láo. Đâm đầu này thọc đầu kia gọi là hai lưỡi, tiếng Hán gọi là lưỡng thiệt. Chửi rủa mắng xả người ta gọi là ác khẩu, phải không? Và nói những lời vô ích, dụ dỗ người ta gọi là ỷ ngữ. Ỷ ngữ tức là nói những lời mê hoặc người khác. Ví dụ như nói chị theo tôi đi 3 tháng tôi chị thành Phật à, hay là chị cúng cho tôi cái chị được cái này phước kia, cái đó là ỷ ngữ và nói dối. Vậy thì cái lời nói dối nghĩa là mình nói không thật. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nói không thật để cứu người thì cái điều đó không có sai. Pháp Hòa ví dụ ở trong kinh có kể câu chuyện có một thầy tỳ kheo đi khất thực. Thì có một cái người đó họ làm rớt chiếc nhẫn, nó lăn tới cái chỗ con ngỗng. Thì con ngỗng nó không, nó thấy cái chiếc nhẫn lăn đụng chân nó thì nó cứ nhanh, nó ngậm cái chiếc nhẫn, nó nuốt một cái đi. Thì trong lúc cái người đó chạy tới thì ngay cái chỗ đó thì chiếc nhẫn không thấy, thì mới nghi là ông thầy này lấy. Hỏi ông không có nói, ông không có lấy. Thì họ đánh ông tới chết. Mà ông thấy con ngỗng nuốt chiếc nhẫn đó chứ. Nhưng bây giờ nếu mà ông nói ra mà con ngỗng mà nuốt chiếc nhẫn á, thì họ sẽ giết con ngỗng ngay. Thì cuối cùng mới là khi con ngỗng đó nó lăn ra, nó
nó bị một cái gì đó nó chết đó, thì người người đó họ mới, cái người chủ đó mới mổ bụng cái con ngỗng đang thịt, trong khi làm thịt nó thì mới phát hiện là chiếc nhẫn nằm trong cái bụng của con ngỗng. Thì ở đó là một câu chuyện để nói lên những cái bậc mà người ta không nói những điều mà tác hại đến cho người. Ổng nói dốc mà, ổng nói dốc là ổng không thấy ai lấy, mà rõ ràng ổng thấy con ngỗng lấy, nhưng vì cứu con ngỗng ổng không nói. Như vậy thì ở đây cũng vậy, có những điều chúng ta nói dối, nhưng mà nói dối đó nhằm mục đích không để hại người mà để cứu người, thì cái nói dối đó không có lỗi. Pháp Hòa ví dụ như á, hai cái người đó họ gây gổ với nhau, rồi họ tới với mình, họ nói xấu về nhau cho mình nghe. Thì cái người kia gặp mình đây, tôi có, tôi thấy bữa đó đó, cái ông đó, cái bà đó ghé vô chị có nói gì tôi không? Mặc dù hồi nãy họ bữa đó nói rất là nhiều, nhưng mình cũng sẽ nói rằng à, không có nói gì hết, tới thăm tôi thôi. Nói dối á, rõ ràng tao có nói cho mình nghe mà tại sao mình nói là không? Vì cái nói dối này mình mục đích mình biết rất là rõ là mình không muốn làm hai bên thêm đổ vỡ, cho nên mình nói không, người đó không có nói gì về anh về chị hết. Vì vậy cho nên thưa đại chúng, giới đó, cái cách mình giữ giới đó, nó có bốn cách ha. Một là khai, hai là giá, ba là trì, bốn là phạm. Khai, giá, trì, phạm, bốn cách giữ giới. Có lúc mình mở gọi là khai, có lúc là giá là phải ngăn lại, có lúc mình phải giữ giới đó gọi là trì, còn không là mình sẽ phạm. Đó là bốn cách giữ giới. Bây giờ Pháp Hòa nói với đại chúng gọn hai câu thôi, để đại chúng biết cái cách giữ giới của đạo Phật nè. Quý vị nhớ hai câu thôi là quý vị giữ giới được. Một là chỉ trì, hai là tác trì. Chỉ trì là gì? Là hãy nên gìn giữ những gì cần gìn giữ. Tác trì là gì? Nên làm những việc cần làm. Thí dụ đèn đỏ là phải ngưng khi lái xe, cái đó là chỉ trì hay tác trì? Chỉ trì. Mình phải nên giữ cái đó, mình phải nên giữ cái điều đó. Cái gì sai là mình phải giữ. Giữ cái gì nó sai mình không nên làm, gọi là chỉ trì. Chỉ là dừng. Trì, mình phải giữ gìn, mình phải trì những cái gì cần giữ. Thí dụ như là trộm cắp là chỉ trì đó. Không có trộm cắp là chỉ trì. Nhưng mà tác trì là gì? Bố thí. Chữ tác là làm, nên gìn giữ những điều cần làm, đó là bố thí. Phải nói lời hiền lành, đó là tác trì. Đừng nói những lời thô ác là chỉ trì. Cho nên là người nào mà giữ được hai cái này là người đã giữ được giới đó. Mà nói chốn lại là tất cả giới luật của đạo Phật không ngoài hai cái điều này, chỉ trì và tác trì. Mà thường thường trong giới luật lúc nào cũng nói hai việc, mình nên giữ cái xấu là nên làm cái tốt. Cho nên quý vị thọ thập thiện là vậy đó. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa lấy mấy câu hỏi Phật tử gửi về chùa, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng. Mong rằng tất cả chúng ta là những người Phật tử, chúng ta luôn luôn học hỏi để mở mang cái hiểu biết của mình, nhất là mình hiểu đúng đắn về đạo Phật. Thì khi mình hiểu đúng đắn về đạo Phật thì chúng ta sẽ có một niềm tin bất hoại kiên cố với đức, với đạo Phật mà chúng ta đang theo. Và khi mình hiểu được rồi thì mình sẽ thấy rằng đạo Phật luôn luôn dạy cho chúng ta cái chánh tín và cái sống đúng. Khi mình tin đúng là mình sẽ sống đúng, mà khi mình tin sai là mình sẽ sống sai. Ví dụ như quý vị tin rằng á, mỗi năm mình phải giết heo, giết gà, giết vịt để mình cúng tế thần linh, nhờ thần linh phù hộ cho mình, điều đó là sai. Đúng không? Mình đem một cái thần linh nào mà tu hành để chờ những cái con gà con vịt đó để mà cúng rồi bảo hộ cho mình. Rồi thử hỏi bây giờ cho dù mình có cúng cả con heo quay mà lái xe không cẩn thận vẫn bị đụng xe như thường. Đúng không? Làm việc không đúng vẫn bị phạm luật như thường. Cho nên mình hiểu đúng, mình tin đúng thì mình sẽ sống đúng và không để những cái điều tà vại nó lấn át mình. Và mà mình lúc đó mình sẽ hiểu rằng đạo Phật không phải là những cái đó, mà nó xen vô. Cũng giống như là
mình ở đây mình biết, ví dụ như đưa quý vị món pizza spaghetti, quý vị biết đây là món của người Ý. Đưa chén cà ri ra, đây là món của người Ấn Độ. Đưa cái dĩa pad thai ra, biết đây là món của người Thái. Mình biết rất rõ cái nào của ai. Thì cũng như vậy, mình là người Phật tử, cái nào của Phật giáo là mình biết rõ, còn cái nào nó xen vô mình vẫn biết rõ. Mà nếu có xen vô mà chúng ta ứng dụng như thế nào để cái xen vô đó nó không làm hư cái của mình, thì cái đó mới là cái chính yếu của người Phật tử học và hành. Pháp Hòa chỉ mong rằng mỗi tuần hay là những lúc nào quý vị rảnh, quý vị lên mạng, quý vị nghe pháp hay về chùa nghe pháp, để xác định lại cái hiểu biết của mình đúng đắn về đạo Phật, để cho cái niềm tin của mình không có bị lung lay. Mà khi mình vững rồi, ai có nói, ai có chỉ trích, ai có nói gì, mình vẫn rõ ràng cái con đường của mình mà không bị người khác làm mình tác động. Kính thầy, chồng con mất được 6 tháng, theo thói quen đi thưa về trình, vậy con có nên kêu như trước không? Cái này phải hỏi chú chứ cô hỏi Pháp Hòa sao Pháp Hòa biết. Ngày thường ý nó là lúc chồng còn sống đó, mỗi ngày đi thưa về trình với chồng. Bây giờ chồng mất rồi, mình có cần làm việc đó hay không? Tùy theo cái tâm niệm làm của mình. Ví dụ như bây giờ chú mất lâu rồi, nhưng mà cô vẫn làm như vậy cũng là một cái ý niệm tốt, là để nhắc nhở mình không đi xa hơn cái bổn phận của mình, cũng là một cái điều tốt thôi. Đừng có sợ là mình kêu vậy ổng ở đâu đó ổng ừ cái bây giờ mình, hoặc là mình đổi hướng cũng được. Hồi xưa mình đi thưa về trình với chồng, bây giờ chồng mất rồi mình đi thưa về trình với Phật. Quý vị thấy quý thầy á, trước khi ra khỏi chùa đi đâu xa tới xá Phật một cái, đi về xá Phật một cái, cũng hình thức đi thưa về trình. Pháp Hòa có một thầy quen ở chùa thì cái Đức Quan Âm nằm bên hông, thì mỗi lần thấy đi ra là thấy xe đi ngang Đức Quan Âm. Mỗi lần thấy đi ngang thấy dừng lại, thấy quay cửa kính xuống, nghe thấy xá Quan Âm cái. Rồi đi về cái thấy đậu xe thấy xá, cái con bữa qua ngồi chung cái thấy mới nói: "Tôi xá riết cái tôi quen rồi." Là tôi có cảm giác như là tôi thưa bà Quan Âm tôi đi. Thấy đùa thôi, nhưng mà ở đó là một cái ý niệm tốt. Phải không? Thành thử ra mình á, không hẳn là vấn đề đi thưa về trịnh đây không có là mình sợ sệt ai, nhưng mà đó là một cái tâm niệm là thiện lành. Mình đi thì mình thưa, mình về thì mình trịnh. Nhiều khi cha mẹ mình đi mình cũng thưa cũng trịnh, thì mình có chồng thì mình trịnh thưa với chồng, bây giờ không có mình trịnh thưa với Phật, mà bảo đảm trịnh thưa với Phật là khỏi thay đổi gì nữa hết, tại vì Phật ngồi đó forever. Thì mình thưa luôn cho nó tiện. Con nghe nói trì chú Đại Bi không được ăn tỏi, nếu ăn tỏi thì không linh nghiệm á. Con xin hỏi những tượng Đức Phật Thích Ca trên đầu ngài là tóc hay nón? Ngày xưa ngài đi giảng có cạo tóc không? Nếu mà là Phật Việt Nam á thì có cạo, tại vì có nón lá. Bây giờ mình giải quyết câu thứ nhất. Tụng chú Đại Bi không được ăn tỏi, vậy thì các chú khác được ăn đúng không? Thưa đại chúng, là cái nguyên thủy không ăn hành tỏi ngũ tân nó không có nằm trong cái nguyên thủy truyền thống của Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật đi khất thực là ai cúng gì ăn nấy. Đồng thời là người Ấn Độ họ ăn rất là nhiều cái gia vị. Thậm chí là củ hành trắng, một cái món đó thôi, củ hành trắng mà xào chung với cà ri là thành món ăn rồi đó. Thì cho nên cái vấn đề mà cử kiêng mấy cái này là chỉ là cái khởi điểm từ Trung Hoa, do các tổ Trung Quốc đề xướng, chứ nó không nằm trong nguyên thủy của Phật giáo.
Và tại sao các ngài phải đề xướng cái chuyện không ăn tỏi? Là bởi vì theo kinh nghiệm của các ngài, hình như Pháp Hòa trả lời câu hỏi này rồi, đâu đây, cách đây mấy ngày đó. Theo kinh nghiệm của các ngài là mình ăn tỏi thì trong đó nó có cái chất kích thích nhiều, và đồng thời mình hôi. Phải không? Người mình hôi, bình thường là đã mồ hôi rồi. Có ai kêu mồ thơm đâu. Bình thường là đã mồ hôi rồi. Mà nếu mình ăn nhiều cái chất tỏi hành thì cái mồ hôi mình nó tăng trưởng, tức là double hôi. Mà nói theo dễ hiểu là double shot. Còn đi vô mua cà phê là cứ double double. Cho nên cái vấn đề ở đây không phải là ăn mà không trì được. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói mà không có cho mình biết một cái gì đó thì mình không có thấy là cái sự quan trọng. Cho nên các tổ nói ăn tụng kinh không linh, chư thiên không dám tới gần. Thì thôi bây giờ ở đây Pháp Hòa không có nói là nên hay không nên. Nhưng mà nếu quý vị có ăn thì giảm chế, tại vì nó là chất nồng. Mà nếu có ăn để vì trị bệnh thì không sao. Ăn vì trị bệnh thì không sao. Hoặc là mình hoàn toàn không ăn, nhưng ở trong thức ăn, thí dụ như mình ăn pizza thì cái sauce nó có một chút, ăn không sao. Miễn là mình đừng có quá nhiều để rồi nó nồng hôi thì không nên thôi. Chứ còn thật sự nếu mà nói là ăn tỏi mà tụng đại bi không linh đó, thì ăn thịt không lẽ linh. Bây giờ thịt với tỏi nào hơn? Tỏi chỉ là rau, thịt là sinh mạng. Mà nếu ăn tỏi không được tụng đại bi thì chẳng lẽ ăn gà được tụng đại bi, phải không? Thành thử cái này nó chưa có ly lắm. Và cũng đừng nghĩ rằng ăn thịt là không được tụng kinh. Không bao giờ có chuyện đó. Cái chuyện ăn là chuyện mình bình thường trong cuộc sống, vì mình chưa phải là những người phát nguyện ăn chay trường. Mình là những người còn tu trong cái thời điểm ăn chay kỳ. Thì mình ăn chay kỳ là mình cứ ăn, còn mình tụng kinh mỗi ngày là cứ tụng. Chứ không phải vì cái chuyện mình ăn chay mới được tụng kinh, còn ăn mặn không được tụng kinh. Nếu mà như vậy thì chắc chắn rằng mình chẳng tu được mấy ngày cả. Tại có nhiều khi tháng có 2 ngày chay à. Vậy thì 28 ngày còn lại không tụng kinh sao? Thật ra quý vị đừng có lầm cái chỗ đó. Ăn chỉ là cái chuyện ăn, không dính dáng gì chuyện tu. Nếu mà ăn chay trường mỗi ngày, tụng kinh mỗi ngày mà tham sân si chưa giảm, thì nó cũng có lợi ích gì đâu, phải không? Nhưng mà thành thử ra cái vấn đề ở đây là mình tụng thì mình cứ tụng. Còn cái ăn được hay không là tùy cơ thể của mình. Nếu mình ăn được thì mình ăn không được thì thôi. Mà ăn không được thì cũng chẳng chê cười gì người ta ăn. Mà nếu ai ăn thì nhớ là vì nó nồng và cái chất kích thích tố nó nặng, cho nên chúng ta tiết giảm thế thôi. Còn nói là tượng Phật quý vị thấy cục đen vậy đó. Cái đó là tóc của Phật. Ngày xưa khi Đức Phật tu á, Đức Phật vẫn cạo tóc như thường. Nhưng mà bởi vì khi người ta tạc tượng Phật á, thì người ta muốn nói lên đầy đủ cả 32 tướng của Phật. Nhưng mà làm sao diễn tả đủ hết 32 tướng trên một cái tượng quá hạn hẹp. Thì bây giờ những cái gì mà người ta có thể tạo lên cái đẹp của bức tượng thì người ta phải làm. Ví dụ cái gì thấy được? Tóc có thể thấy được, lỗ tai thấy được, lỗ mũi thấy được, môi thấy được. Cánh tay thì không được, tại vì trong kinh nó là cánh tay Phật dài. Thì bây giờ cũng phải làm sao tương xứng, chứ không lẽ Phật ngồi về rồi cái tay thòng xác đó. Rồi mình nói cái tượng kỳ. Trong kinh nó là Phật, cái tướng đẹp của Phật, một trong những tướng đẹp là Phật có 40 cái răng. Không lẽ bây giờ tạo một cái tượng Phật làm 40 cái răng cho Phật nhăn răng về mình đếm. Phải không? Thật ra cái tướng răng là không thể làm. Thì bây giờ chỉ có thể làm được cái tướng môi thôi. Tức là rồi trong kinh đó là Đức Phật là lòng bằng chân Phật là bằng. Trừ trường hợp là khi nào người ta làm cái tượng ngồi xếp bằng mà có ló cái chân lên thì mới làm được một cái chân bằng. Tức là Phật có 32 tướng đẹp. Thì người ta cố gắng người ta làm cái gì đẹp nhất trên có thể trên cơ thể, thì trong đó có cái tướng tóc. Tướng tóc của Phật là xoắn về bên tay phải.
Chứ còn dĩ nhiên là lúc Phật tu là Phật cao đầu chứ. Nhưng mà bây giờ làm tượng Phật thì làm cái tướng phủi tóc đi nữa thì mình không nói lên được, mình làm mình giảm đi một cái tướng đẹp của Phật. Cho nên người ta để tóc chứ chẳng phải là nón. Trong này hỏi gì? Tượng Phật Thích Ca trên đầu ngài là tóc hay nón? Ngày xưa ngài đi giảng có cạo tóc không? Dạ nếu có chỗ cạo thì ngài sẽ cạo. Không có thể nào mà Phật biểu các thầy cạo tóc mà ngài lại để tóc, thấy không? Thành ra ngài cũng cạo, mà chẳng những cạo tóc mà cạo luôn cả râu. Tu mi mà, tu là tóc, mi là râu. Cho nên trong cái bài kệ đó, thế trừ tu phát á, mình phủi cái tóc của mình. Kính thưa thầy, trong kinh Pháp Hoa có rất nhiều câu con không hiểu. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật gì đó. Trong kinh Pháp Hoa có rất nhiều câu không hiểu. Không phải một mình đạo hữu hỏi câu này không hiểu đâu, mà thầy cũng chẳng hiểu luôn. Bởi vì kinh Pháp Hoa là gì? Đại thừa vô lượng nghĩa. Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh lớn, ý nghĩa rất là sâu xa. Tụng kinh Pháp Hoa thì một là mình phải có thời gian nghiên cứu từng phẩm trong đó nói cái gì, nghĩa lý như thế nào. Còn nếu quý vị có hiểu là quý vị chỉ hiểu cái sự thôi, hoặc là cái lý có hiểu thì hiểu chút chút thôi, chứ chưa hoàn toàn nắm được cái lý sâu. Nhưng mà cứ tụng đi không sao, tụng cũng tốt. Rồi khi mình muốn tìm hiểu thì mình tìm những bài giảng về kinh Pháp Hoa. Còn cái câu là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, đây là một cái bài hồi hướng nằm ở trong cái phẩm Tịnh Hạnh kinh Hoa Nghiêm, rồi sau này các vị mới trích ra để vào cái quyển nghi thức cho mình. Ý muốn nói là mình nguyện khi mình mất đi, mình được sanh trong sen chính phẩm ở cõi Cực Lạc. Và lúc này mình không sanh theo cái kiểu thế gian là người phàm phu sanh ra mình như cha mẹ, mà mình sanh trong hoa sen. Cho nên gọi là hoa sen là cha mẹ của mình. Vậy đó. Con ly dị chồng, đi làm để nuôi con nên không giữ con gái bên cạnh, vì con gái con luôn nuôi lòng oán hận con vì không gần gũi nó. Cho tới nay tình thương con dành cho nó, nó luôn cho là con có tính toán. Giờ con phải làm sao? Nếu mà mình thương con mà con nó vẫn hiểu lầm mình thương nó vì mình tính toán, thì cái vấn đề ở đây là vì con nó không hiểu. Và mình cũng nhìn lại cái cách thương của mình, coi coi có đúng như là nó nghĩ không. Mà nếu không đúng như nó nghĩ thì mình vẫn cứ thương. Bởi vì nếu mình dừng thương là mình trả lời cho nó biết là cái nó nghĩ là đúng. Tình thương của người mẹ là unconditional love. Con có thể bỏ cha bỏ mẹ, hiểu lầm cha hiểu lầm mẹ bất cứ hình thức nào, nhưng mà mẹ cha không bao giờ bỏ con. Cho nên con mà nó trách mình cũng có một phần là bởi vì lúc mình nó còn nhỏ mình không cận nó, thì cái chuyện hiểu lầm nó đã bắt đầu từ đó rồi. Dài cho tới bây giờ mình lo bù đắp thì nó lại nghĩ rằng mình có tính toán, chuyện đó là phải chấp nhận thôi, không thể được. Nhưng mà nếu mình dừng lại, mình nói thôi bây giờ mình thương mà nó không nhận thì tôi sẽ dừng, thì nó xác định xí điều tôi nói là đúng. Cho nên để trả lời cho con biết thì mình cứ thương nó mặc dù nó không hề đón nhận gì với mình. Có một cặp vợ chồng đi làm suốt luôn, không lo cho con cái, đưa con gửi nhà người khác giống như babysit, một tuần lễ 6 ngày và một tuần nó chỉ ngủ với ba mẹ có một đêm đúng, đó là tối chủ nhật, tối thứ bảy. Chiều chủ nhật là chở nó lại trả cho cái nhà babysit đó để sáng thứ hai tiếp tục đi làm. Lớn lên nó học tới bác sĩ, nhưng mà một năm 12 tháng nó không hề bước về nhà thăm và không có một cú điện thoại thăm. Thì khi ông bà buồn quá gọi cho nó, con ơi sao lâu quá con không gọi mẹ, nó trả lời
hồi nhỏ mẹ có gọi con đâu. Hai vị buồn lắm mới khóc và nói với Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa mới nói cái thật sự cũng khó trách nó, bởi vì cái này là cái mà mình đã tạo cho nó mà, từ lúc nhỏ mà. Phải chi hồi xưa mình không gần nó mà ít nhất mỗi ngày mình gọi nó, con làm cái gì, con ăn chưa, con đã, mình vẫn nói chuyện với nó, mình vẫn in touch với nó qua phone, mặc dù mình không thể gặp nó trực tiếp, at least mình cũng nuôi dưỡng nó indirectly. Còn cái này là hoàn toàn totally không có in touch, thì làm sao mà mình trách nó được, phải không? Bây giờ đây là giờ lúc mà quý vị bù đắp lại là cứ gọi nó đi. Cứ gọi nó, mặc dù nó không làm, nó không gọi mình, hoặc là nó khó chịu với mình. Nhưng mà nếu mà mình give up nữa thì coi như là mình bị thiếu cái phần mình. Quý vị hiểu được cái điều mà nói vậy. Thành ra ở đây á, cái gì nó cũng có cái nguyên do, chứ không phải khi khổng khi không cả. Thôi thì bây giờ cái câu hỏi này và những câu chuyện khác như là một tiếng chuông cho tất cả những vị khác, để các vị quan tâm một chút trong cái vấn đề con cái gia đình của mình. Không phải con mà đâu, vợ chồng cũng vậy thôi. Thí dụ nha, hai vợ chồng dẫn nhau đi chơi, lên tới cái chỗ đi chơi gặp bạn, chồng ké vô đó ngồi nói chuyện, bỏ vợ 2-3 tiếng đồng hồ, lát trở lại coi cổ buồn không cho biết. Nhiều khi cổ tưởng đâu anh quên tôi luôn rồi chứ. Làm sao không có những câu nói như vậy được. Đó, vợ chồng người lớn hiểu biết rồi mà đôi khi còn hờn trách nhau những cái chuyện như vậy. Rồi cha, rồi thậm chí mà mình đi đâu về, mình mua cái gì cho người đó mà mình quên cho cái người kia, mặc dù cái chẳng cần, nhưng mà trên nguyên tắc là vẫn hờn như thường. Thôi được rồi, tôi đủ rồi, tôi không cần gì đâu. Chúng sanh là sống bằng tự ái, tự cao mà. Thật sự là bởi vậy cho nên mình sống với cái đó nhiều, còn sống cái cảm thông nó ít lắm. Cho quý vị mới thấy là cuộc đời này là sỏi đá nhiều hay hột xoàn nhiều. Sỏi đá nhiều nghĩa là phiền não và trách móc và hờn mát và tự ái nhiều lắm. Hồi xưa Pháp Hòa sống chung á, mấy cô già Pháp Hòa biết mà. Đi chợ á, mà mua chuối cho cô này, tại cô này bị giọt bẻ thích ăn chuối, mà quên mua bánh mì cô kia cái là buồn. Cho nên lúc nào sắm cái gì cũng sắm cả hai, mặc dù biết một cô không cần gì nhiều, nhưng mà lúc nào cũng phải, bởi vì người già thì hay sao? À, hay nhõng nhẽo, nói đúng sự thật ha. Tuổi thân. Mà tuổi thân là thường nó lây qua tuổi tỵ vậy đó. Đừng có nói chuyện gọi là vợ chồng hay là con cái, thầy trò cũng như vậy như thường. Thử bây giờ mà thầy mà quan tâm một người đệ tử mới nào một chút coi, đệ tử cũ buồn không? Nhiều khi mà nghĩ chưa sâu còn nói là lúc này có mới nói cũ. Thật sự ra cái đó nói để rồi chúng ta thấy rằng không có tội lỗi gì, nhưng mà tự chúng ta thấy được cái tâm hành biến hành ở cái tâm mà nó biến dạng trong cuộc sống của chúng ta, chứ không có gì hết á. Nói để rồi chúng ta tự nhìn lại thấy ồ đúng ha, cuộc đời này nó là như vậy đó. Cho nên con cái mà nó buồn phiền mình khi mình quên nó, mình thờ ơ nó là chuyện bình thường. Xin thầy giảng cho Phật tử đã quy y phải có những lễ gì hay phải tụng kinh gì ở nhà? Lễ thì mình đi về chùa những cái dịp lễ. Còn kinh thì mình cố gắng mình hành trì mình tụng mỗi ngày. Bằng cách là mình lựa xin một quyển kinh Nhật tụng, rồi mình chọn những bài kinh nào mà mình thích ứng thời điểm, thời gian của mình thì mình tụng, miễn sao mỗi ngày mình có tiếp xúc. Ví dụ như mình không có thời gian, mình lại Phật ba lại tụng một bài sám, rồi mình niệm Phật nghĩ cũng tốt. Nói chung là mỗi ngày phải có một chút đó. Nếu nhà con có nhiều kiến và gián, con có được dùng thuốc xịt gián không thầy? Muốn thì phải báo cho nó biết trước. You better move in 3 days. Nói tiếng Việt chưa đủ, nói tiếng Anh. Rồi họ đi tìm cái chúng trưởng con kiến, hỏi cái cell phone rồi có gì mình gửi cho họ cái notice.
ở xứ Mỹ mà lạng quạng là phải đi hearing á. Thưa đại chúng, là con vật á, thì nó cũng không khác con người, nó cũng có đời sống giống con người mình vậy. Cho nên khi mình làm cái gì mình báo cho họ biết trước thì vẫn hay. Thí dụ như quý vị có kiến đó, hay có gián á, trước khi quý vị đó, quý vị nói với họ đi: các vị Bồ Tát gián, Bồ Tát kiến, ở đây không phải là chỗ ở của quý vị. Quý vị từ đâu tới thì quý vị hãy đi ra bằng con đường đó. Tôi không muốn tổn hại đến quý vị, mà phải nói mà thật sự là mình gửi cái tình thương cho họ. Nó work đó. Có nhiều vị cho Pháp Hòa biết là nó work đó. I'm serious. Cha mẹ con mất vào ngày trùng, khi chôn thầy tụng có để bốn hũ ở bốn góc mã để ém. Vậy con hỏi, cho con hỏi, vậy phải làm sao để được đi đầu thai? Quý vị hiểu câu hỏi không? Có nhiều khi mình có người thân chết, đi lên ông thầy nói là chết nhầm ngày trùng. Rồi thì mình mới thỉnh ông thầy làm sao ém. Ông thầy mới làm bốn cái hũ gì không biết nữa để ém bốn góc. Rồi bây giờ vị Phật tử bây giờ đang lo là ém vậy rồi sao đi đầu thai. Bây giờ ngày trùng là cái gì? Ngày trùng là người ta quan niệm rằng trùng có nghĩa là mình chết nhầm trùng giờ, trùng tháng, trùng ngày, trùng năm với cái tuổi người mất. Thí dụ như bây giờ nói tuổi Tỵ, tuổi Tỵ chết ngày Tỵ, năm Tỵ, tháng Tỵ và thậm chí giờ Tỵ, thì trường hợp đó người ta gọi là ngày trùng. Mà xin thưa là cho dù có ém, quý vị cũng đừng lo. Tại vì không ai ở dưới, không ai ở dưới để mà chờ đi đầu thai gì đâu. Khi mình chôn cái xác á, là mình đã chôn cái thân tứ đại cát bụi, chứ mình không hề chôn cái gì dưới đó hết. Ông thầy ổng lấy bốn cái hũ đó cũng chẳng là hũ gì đâu, ổng làm cho mình yên tâm vậy thôi. Mà quý vị thấy không, mình yên tâm lúc đó là yên rồi, thầy ém rồi. Nhưng bây giờ mình lại bất an tâm là không biết sao người đó đi. Đó, quý vị thấy không? Cho nên cái của mình là cứ nghe là sợ, rồi phải giải quyết liền, mà xong rồi thì lại sợ việc khác. Y chang cuộc sống hàng ngày của mình. Khi mình tức giận một việc gì là mình đánh cái người đó, mình hành hung cái người đó. Nhưng mà sau khi mà thấy người đó nằm bất tỉnh rồi, phone, giờ tôi phải làm sao? Thì ở đây cũng vậy thôi. Cho nên thưa quý vị là quý vị đừng có sợ gì hết. Không có ai ở dưới đó đâu, chờ đi đâu đầu thai đâu. Cái xác thân tứ đại của mình, sau khi mà nếu như trường hợp mà trùng như vậy đó, nếu mình lỡ đi, lỡ sợ trùng vậy đừng chôn, thiêu đi. Thiêu là bảo đảm nhất, bởi vì không có mồ mả gì là không sợ gì cả. Chôn chi rồi để cho ổng làm bốn hũ, ăn bốn hũ tiền đó. Ổng làm không tính tiền chứ ổng free đâu. Phải không? Trả tiền để mua cái lo rồi bây giờ bắt đầu sợ nè. Cho nên đừng có sợ chuyện đó. Không có, nếu lỡ coi mà có trùng mà có sợ thì đem thiêu. Thiêu xong rồi thì không có chuyện gì hết. Thưa đại chúng, cái xác thân này là khi mình chết rồi phải giải quyết. Mình đâu có thể mình để cho nó sình ương vậy được. Cho nên phải giải quyết. Thì bây giờ có 5 cách để giải quyết một cái xác chết. Chôn xuống đất thì gọi là thổ tán, đem đi thiêu là hỏa tán, bỏ xuống nước là thủy tán, cho chim ăn là điểu tán, bỏ trên rừng cho nó tự rã là thi lâm tán. Bằng cách nào đó, một miếng rác trong nhà mình, một cái chai nước trong nhà mình là chai ni lông. Nếu mình mà quan tâm tới môi trường thì bỏ recycle. Không quan tâm gì hết, dục đại vô thùng rác, nó ra cái bãi rác chính, người ta cũng kiếm người chuyển mấy cái đó qua recycle. Chuyện đó chuyện người ta, chuyện mình là bỏ rác. Xác thân tứ đại này một khi chết rồi, không phải để dưới đó mà nó đi đâu cả. Đó là một cách giải quyết thôi, để đừng có hôi thôi, chứ không ai ở dưới đâu. Mà thậm chí bây giờ chẳng ém chẳng gì hết, mà đặt cái cầu thang lên, mở cửa mã mời má lên, má có bước lên được đâu. Chôn tuốt ở dưới mà.
mà 7-9 cái nấc thang làm sao treo đeo leo lên được. Mà nếu mà thí dụ má mà có leo lên dám đứng đó ngó không, má có sao không má? Có dám đứng đó đâu, chứ không hề có cái chuyện mở cửa má. Không, đừng có sợ mấy chuyện đó. Hồi xưa mình không tu Phật, mình không hiểu đạo, mình cái gì mình cũng tin được hết. Những cái đó là tà kiến mê tín, không phải của mình. Bây giờ mình hiểu rồi. Hồi xưa mình không hiểu thì mình làm vậy đó. Bây giờ mình hiểu rồi thì mình thấy mình tức cười. Hồi đó cái gì ai nói mình cũng nghe hết. Cục đá mà đi lượm về cũng để kêu ông tà được mà. Không thờ ông chánh, thờ ông tà. Cho nên Ấn Độ cái gốc cây họ cũng lại, cục gạch họ cũng lại. Cho nên ở bên Ấn Độ là trước khi Phật có mặt là đã có 99 thứ đạo, 99 đức tin, thêm Phật nữa là 100 á. Giờ hỏi Phật có làm gì mới không? Phật không làm cái gì mới hết. Phật chỉ là người nhặt những cái cũ đó, chuyển hóa thêm thắt, làm cho nó trong sáng hơn lên, chứ Phật không phải là người phát minh cái gì mới cả. Người ta cuộc đời vẫn là vô thường mà. Phật có nói hay không thì cuộc đời vẫn thay đổi. Rồi khi Phật giác ngộ, tỉnh giác ra đời là vô thường, Phật xác nhận và Phật chỉ cho chúng ta vô thường bằng cách nào. Mình không nhận, đời vẫn vô thường. Mình nhận, đời cũng vô thường. Nhưng mà tâm mình bây giờ ổn định hơn, thoải mái hơn khi nó vô thường. Vì có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết. Mình không tin nhân quả, mình vẫn phải sống trong chu kỳ của nhân quả. Nhưng người tin nhân quả vẫn sống trong chu kỳ của nhân quả mà biết tạo nhân tốt để quả tốt nó tới. Hoặc là lỡ nhân quả nó tới, vẫn mở lòng chấp nhận vì biết nó là một phần của cuộc sống, không thể nào mình tránh được. Cái khác của người học Phật và người không học Phật chỗ đó. Vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà là về chôn cất rồi này không có sao hết. Rồi có nhiều khi mình đặt là chôn tốt hay thiêu tốt, cái nào rẻ là tốt à? Trời, cho những câu hỏi nó giống giống mà. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con, khi ngồi thiền con có thể trì chú đại bi không thầy? Vì niệm Phật hay theo dõi hơi thở con cũng bị phóng tâm. Hồi nãy mình trả lời cái nào mà nó dụ mình ứng dụng được mà để mà mình điều phục cái tâm mình đều được hết. Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Mà Như đó là như gì? Như vậy mà làm. Cái gì nó phù hợp với mình là nó được thôi. Chánh niệm là gì? Chánh mạng là gì? Còn thiếu một chánh, chánh bên là gì? Là đệ tử của Phật, mình tu như thế nào để được được hai chánh niệm trên? Chánh mạng và chánh niệm á, nó nằm trong bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo là 8 con đường mà tất cả Phật tử nào cũng phải học, phải tu để làm chuẩn mực cho cái đường tu mình. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh mạng á, là mình phải nuôi thân mạng mình chân chánh. Ví dụ như mình đi ăn cắp của người ta để nuôi mình là không phải chánh mạng. Mình lường gạt người ta để đem của cải về nuôi gia đình mình thì không phải là chánh mạng. Hãy nuôi thân mạng mình bằng những nghề nghiệp chân chánh, không tổn hại đến con người, loài vật, thiên nhiên thì gọi là chánh mạng. Mà hễ mà nuôi thân mình bằng cái chánh mạng đó thì rõ ràng là mình có chánh gì? Chánh nghiệp. Mình đâu có tạo nghiệp xấu, mình tạo cái nghiệp tốt bằng cách là mình nuôi thân mạng mình bằng con đường chân chánh, không lường gạt của ai để đem của về mình. Cho nên á, khổ tập diệt, khổ tập, phải không? Khổ là một cái sự thật, tập là nguyên do của khổ. Bây giờ muốn hết khổ thì phải làm gì? Phải tu bát chánh đạo, phải thấy cho đúng trước khi mình nói, gọi là chánh kiến. Người mà thấy đúng là nghĩ đúng và nói đúng. Ba cái này là quý vị thấy nó điên bộ rồi đó.
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Mà người có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ gọi là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, là tạo nghiệp đúng, gọi là chánh nghiệp. Và người đó siêng năng truyền bá cái đúng, gọi là chánh tinh tấn. Người đó luôn luôn tỉnh giác với cái đúng, gọi là chánh niệm. Ví dụ như mình uống nước, mình biết mình uống nước là chánh niệm. Mình ăn cơm, biết mình đang ăn cơm là chánh niệm. Mình bệnh, mình biết mình bệnh là chánh niệm. Mà thậm chí mình giận, mình nói mà người ta khác hỏi mình có giận không, mình cũng chánh niệm, dạ tôi đang giận. Nói vậy để chi? Để thứ nhất là mình phải nhận rằng tôi đang giận, tôi đang buồn. Thì cái người kia thật sự thương mình, muốn trợ duyên cho mình, thì không nói, không làm gì nữa hết. Vì biết mình đang giận, nói là mình thêm giận. Họ hỗ trợ mình bằng cách là giữ im lặng. Và khi chúng ta là người đương sự biết mình giận, thì chúng ta sẽ cố gắng làm những gì để làm cho cơn giận mình nó giảm xuống. Chánh niệm là gì? Chánh là chơn, chánh là ngay thẳng. Niệm là nhớ nghĩ. Mình nhớ nghĩ một cách sáng biết từng cái ý niệm của mình, từng cái việc làm của mình. Thí dụ như mình lên, mình tới nhà bạn mình chơi, mình cũng phải có chánh niệm tới nhà chơi. Mình phải có chánh niệm là mình tới, mình ở bao lâu, giờ nào mình nên về. Khuya quá mình chưa về mà mai người ta phải đi làm, thì mình nên từ giã mình đi về, gọi là chánh niệm giờ giấc. Nên là chánh niệm ai cũng cần hết á, chứ không phải chỉ có người tu. Cuộc sống mà có chánh niệm là hạnh phúc vô cùng. Lái xe mà có chánh niệm là ít khi nào bị phạt lắm. Lái xe mà không có chánh niệm là ăn tức kịch liền liền. Hỏi tức giận tức làm chi? Cái đó là mình donation. Giờ ký cái check tức quá, tức mình không chánh niệm. Mình đã tăng trưởng, mình đã gấp rút, mình thế này thế kia. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói cái bài nói chuyện đó ở trên chùa Huệ Quang đó. Phật có trong xe không? Cho nên đó là thưa đại chúng, là Phật ở mười phương bốn hướng, chỗ nào cũng có Phật hết. Mà Phật lúc nào cũng có mặt cho mình. Cái câu hỏi cho chính mình là mình có hướng Phật hay không? Phật chỗ nào tốt, thờ Phật hướng nào tốt, hướng nào cũng có Phật. Quan trọng anh đặt chỗ đó mà hàng ngày anh có hướng Phật không? Mặc dù anh đặt ngay cửa chánh này mà đi vô đi ra mỗi ngày, anh không hề biết đây là bàn Phật, anh không xá không chào gì, thì hướng này cũng chẳng phải hướng của Phật. Phật hướng nào cũng được hết. Thậm chí giờ nhà mình không có chỗ để Phật xây vô cửa sau cũng được nữa. Phật không coi chừng giùm mình cửa trước thì lúc after cửa sau. Nhưng mà mình phải biết rằng hướng nào cũng có Phật, mà câu hỏi cho chính mình là mình có hướng Phật không. Như vậy thì mình làm sao để mình có được cái này? Quan trọng là chánh niệm. Chánh niệm khi mình nghe, mình phải phân biệt, mình phải biết rõ rằng cái điều này người ta nói nó có đúng không, hay là mình phải hỏi lại trước khi mình giận hay là mình phát biểu. Chánh niệm rất là cần. Làm sao để có chánh niệm? Tập sống mà mình chú tâm. Thí dụ như ăn cơm á, đừng có mở tivi. Ăn cơm đừng có để cái phone lát cái bấm một cái coi ai nhắn gì cái ăn tiếp. Rồi lỡ mình ta nhắn ta cái ton cái mở ra. Mà bình thường chuông thỉnh mấy chục tiếng cũng ngủ à. Nó lạ vậy, tiếng chuông nhỏ xíu vậy mà nghe bon cái ngồi dậy liền, mở quẹt liền. Mà cái chuông này thỉnh mấy chục tiếng vẫn ngồi, không trả lời trả giống gì hết. Mặc dù chuông này có giá trị hơn. Bởi hôm mấy ngày nay mà cứ chọc hoài. Đạo Chúa là có Amen. Đạo Hồi có Ala. Đạo Phật có A Di Đà. Mà đạo Mobo có Alo. Mà cái đạo Mobo này chiếm tín đồ dữ lắm à. Bây giờ con nít nó cũng ghi danh vô, nó làm tín đồ của đạo Mobo nữa. Không có nhà nào mà không có cái Alo. Thậm chí nghe giảng mà cũng còn sợ mất job, mất mối, Alo. Chờ tôi một chút, tới kéo ghế trước đi, lát tôi tới sau. Cho nên là thưa đại chúng, là chánh niệm á, là mình ăn biết mình đang ăn. Cho nên giờ tập chánh niệm từ từ nè. Ăn đừng mở phone, đừng mở tivi, đừng đọc báo. Tập cho mình có 5 phút ăn cơm im lặng, để mình trải lòng với món ăn, vì món ăn đang có mặt cho mình.
cái người nấu rất là cực mà mình ăn mình không thưởng thức thì tội. Tội đây là tội cái người nấu, người ta để tâm mà mình không có lòng. Mình chỉ có bụng mà ăn non bụng mà chẳng thưởng thức gì hết. Cuộc sống rất nhiều những cái cần chúng ta thưởng thức mà chúng ta không thưởng thức gì hết. Đi làm về tối chiều rồi cũng là tỉa cây trồng trọt đủ thứ hết, hết sức rồi. Rồi lên ngủ, ngủ sáng mai đi làm tiếp. Rốt cuộc có trồng bông đầy vườn hết, hàng xóm ngắm không? Ồ, ai đi ngang cũng ngắm nhà mình đẹp không, mà hỏi mình đâu có ngắm gì đâu. Bởi vì mình trồng mà hết, mình đi làm về là tối rồi, bắt đầu lo tưới, lo tỉa là mệt rồi, ngắm gì nữa. Rồi sáng mai đi thẳng ra xe đi làm thôi. Cho nên có một ngày nọ, mình đi ra cửa mình thấy rồi, sao bữa nay hoa nó đẹp lạ thường. Thật sự hoa ngày nào nó cũng đẹp rồi. Tại hôm nay mình có rảnh mình chánh niệm chút. Giống như nhà thơ Quách Thoại vậy đó. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu. Lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát. Lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Ông khen hoa thực dược. Bởi vì cái hoa thực dược nó vẫn đẹp như vậy mà ngày thường không có chánh niệm không thấy. Tự nhiên một ngày nay chánh niệm hùng hậu, nhìn hoa thực dược đẹp quá. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu. Bây giờ tôi có chánh niệm rồi, tôi lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát. Bây giờ thấy cái vẫy của hoa, thấy cái ngất, cái lúc lắc của hoa, vừa thoáng nghe em hát. Lời ca em thiên thâu, em đẹp quá, tôi sụp lại cúi đầu. Có chánh niệm là sẽ có chánh mạng, có chánh niệm là sẽ có chánh nghiệp, có chánh niệm là sẽ có chánh kiến. Cho nên chánh niệm là chìa khóa để mở tất cả các cánh cửa trong sự tu học. Mình phải có chánh niệm về giờ giấc tụng kinh, mình có phải có chánh niệm về sức khỏe của mình, mình phải có chánh niệm về tất cả mọi công việc đời sống của mình, thì mọi việc nó sẽ diễn biến một cách tốt đẹp. Sau bao nhiêu ngày mong ngóng, cuối cùng con đã đủ duyên để gặp được thầy. Không sao tả xiết niềm vui tột cùng này, gặp được thầy. Bao sự sân si trong lòng con đều tan biến và được thay vào đó sự bình an. Hạnh phúc quá. Thưa thầy, con quy y năm 16 tuổi, nhưng lúc đó con chưa hiểu hết ý nghĩa của quy y Tam Bảo. Sau đó sư phụ con ở ẩn và bây giờ đã viên tịch. Con không có được cơ hội học hỏi Phật Pháp nhiều. Con kính xin thầy thay sư phụ con làm người thầy dìu dắt con được không ạ? Dạ được đấy ạ. Hân hạnh cho nhà cháu quá. Mình trong cuộc đời của mình sẽ có rất nhiều những người thầy. Thầy quy y cho mình là thầy bổn sư. Thầy cạo tóc cho mình là thầy thế độ. Thầy dạy cho mình kinh điển gọi là thầy giáo thọ. Thầy dạy cho mình luật giới trong đời tu của mình là thầy luật sư. Thế thì cuộc đời ta không phải chỉ một người thầy mà rất nhiều thầy. Bên cạnh đó, đi chung với hai người, ba người đi chung, mình và hai người bạn, trong ba người này thế nào sẽ có một người là thầy mình. Người xưa có câu đó, tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Ba người cùng đi chắc là sẽ có người thầy mình. Đâu phải chỉ riêng làm một vị đó phải giảng dạy cho mình cái gì. Nhiều khi một đứa con nít mà nó nói một câu chân lý thì nó cũng là thầy mình. Pháp Hòa ví dụ một cái em đó, nó hỏi bạn, nó hỏi chứ tại sao you phải ăn chay? Why you vegetarian? Why you eat vegetable? Nó nói if I eat the chicken, I cut the chicken head, the chicken cannot have another head. But if I cut the vegetable can grow up. So I rather eat vegetable. Ăn con gà, cắt cổ con gà, đầu con gà không mọc lại. Nhưng mà ăn cái rau, cắt cọng rau mọc lại. Vì thế tôi ăn rau.
Có bao giờ mình nghĩ nổi câu đó không? Trà mô Phật, vừa thoáng nghe em hát tôi sụp lại cúi đầu. Kính bạch thầy, hai con của con được thầy từ bi cho về chùa Trúc Lâm. Con thành kính tri ân thầy, nhưng có người nói với con là chưa làm lễ nhập tự thì chưa được vào chùa. Kính thầy cho con hỏi là có đúng không? Nó vô nó ở rồi nhập gì nữa? Dọn vô ở cả năm, hai năm rồi hỏi giờ làm lễ không? Thưa đại chúng, cái lễ nhập tự á, ở đây phải giải thích một chút cho để quý vị không hiểu lễ nhập tự là gì. Theo quan niệm á, là khi một cái người mất rồi, mình muốn mang cái người đó về chùa để thờ, thì thường có một cái lễ gọi là lễ nhập tự. Tự là chùa đó, nhập là vô. Nhập chùa, nhập tự có nghĩa là mình nhập vô cái chùa mình ở cho cái vong đó đó. Thì thường để cho cái nó thành cái nghi lễ thì các thầy hay thỉnh cái hình rồi người nhà đứng trước bàn Phật rồi xin phép cho hôm nay được làm lễ nhập tự. Còn nếu như trường hợp mà có nhiều Phật tử ở xa mà nhờ quý thầy làm thì quý thầy cũng làm thôi, phải không? Nhưng mà khi mình tụng kinh á, là một cái lời khấn của mình là hôm nay có thí chủ gì đó xin được làm lễ nhập tự ký linh cho linh gì đó là đã thành rồi. Cái người nói là chưa làm lễ á, có biết người ta biết chắc không? Người ta có thấy không mà người ta nói? Hay là người ta chỉ hỏi mình thầy có kêu chị làm đó không rồi mình nói không? Thì mình nghĩ là không có, phải không? Thành thử ra cái đó chỉ là một cái lễ để nói lên rằng mình đã làm lễ chính thức để gửi cái vong đó vào chùa thờ vậy thôi. Còn mình có mặt hay không thì các thầy phụ trách đó người ta đã làm cho mình rồi. Mình còn giờ thêm một câu hỏi không? Thôi bây giờ một câu này cũng cần thiết. Khi có một người mất, khi có một mất mát quá lớn trong cuộc đời, tức là người thân, làm sao để thoát ra khỏi muộn phiền thương nhớ đó? Có nghĩa là làm khi mình mất một người thân của mình, họ mất đi rồi, chết đi rồi, làm sao mình vơi được cái nỗi buồn đó? Thưa đại chúng, là trong cuộc đời này á, cái điều đó là cái điều hoàn toàn bình thường. Ai có người thân mất cũng phải buồn hết. Nhưng mà cái người mà chúng ta hiểu đạo thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta giảm cái buồn đó đi bằng cách là chúng ta quán chiếu. Bây giờ mình không thấy người thân của mình đang hiện hữu bằng cái thân xác hạn hữu nữa, hạn hẹp nữa, mà mình hãy thấy người thân mình bây giờ đang sống hiện diện trong từng con, từng cháu, tất cả người thân mình. Tại sao? Ví dụ như ba mình mất, dòng máu của ba mình truyền xuống cho mình, truyền xuống cho em, cho anh, cho chị, rồi mình truyền xuống cho con cháu mình. Như vậy bây giờ ba mình không còn bị hạn hẹp trong một cái hình hài nữa, mà ba mình bây giờ đang lưu chuyển sống khắp trong các con các cháu. Và bây giờ mình thấy đứa nào nó cũng có nét một phần của ba. Đứa này nó giống nụ cười, đứa nọ nó giống tướng đi, người kia giống tướng đứng, người nọ giống tiếng các cách ăn nói. Thế bây giờ mình thấy ba mình đang có mặt khắp các con các cháu, ba không còn bị hạn hẹp ở trong một hình hài nữa. Còn nếu mà nói chúng ta muốn buồn thương, chẳng lẽ trước kia chúng ta không có ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sắm mất sao? Rồi thời gian rồi cũng nguôi ngoai. Chẳng qua một người thân này mới vừa ra đi thì sự buồn khổ của chúng ta nó còn đó. Nhưng mà rồi thời gian thì nó cũng sẽ hết. Có một bà thí chủ lên khóc với Phật: bạch Đức Thế Tôn, đứa cháu con nó chết rồi, con không còn tha thiết gì muốn sống nữa. Đức Phật nói: bà có thương cháu không? Nói: dạ thương. Bà có muốn nhiều cháu không? Dạ con muốn nhiều cháu. Đức Phật nói: vậy bây giờ nếu cả cái thành phố El Monte này đều là con cháu bà hết, bà chịu không? Nói: dạ thôi. Nói: trời ơi, cái thành phố này ngày nào cũng có người chết kiểu này, chắc con khóc chết luôn. Đức Phật mới nói: nếu nói là muốn khóc, muốn buồn, muốn khổ, thì cuộc đời này không phải chỉ mất người thân mới buồn khổ, mà cái buồn khổ nó trải dài trong tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Không phải chỉ mất người thân đâu. Có nhiều khi á, cái người đó sờ sờ mà mình đã mất họ rồi đó, họ mình mất họ qua một câu nói,
Mình mất họ qua một hành động, đâu phải chết mới mất. Sống sờ sờ mà không hiểu nhau, không cảm thông cho nhau, do giận tức, do buồn phiền, do đủ thứ, chúng ta làm một việc, nói một lời, mình đã mất họ muôn cái, là hết một đời này rồi. Mà đôi khi mình không có mất họ bằng cái hình tướng, nhưng mà mình đã mất trái tim của họ rồi. Sống chung nhà nhưng họ không còn tình cảm gì với mình nữa. Có không? Có. Thế thì cẩn thận cái đó. Còn cái chuyện mất này nè, là nhất định sẽ có ngày mình mất cái này. Nhưng mà bây giờ lấy cái này để quán chiếu cái mất trong hiện tại. Chúng ta đừng để chúng ta mất những người thân. Thậm chí có những người sống chung một nhà với mình mà hình như tình thương của họ đối với mình đã mất vì cái cách sống của mình, cái cách hành xử của mình, cái cách nói năng của mình chưa có đủ chánh niệm để làm cho người đó cảm thông với mình. Cái này cần có. Chánh niệm là gì? Là vậy đó. Chánh niệm là mình luôn luôn có một cái niệm nhớ nghĩ một cách chân chánh là chúng ta phải làm gì. Chánh niệm về sức khỏe, chánh niệm về tuổi thọ, chánh niệm về thời gian, vân vân. Hôm nay Pháp Hòa được về thăm đại chúng sau một ngày sinh hoạt coi như là 8 giờ sáng, bây giờ 8 giờ rưỡi rồi. Mười mấy tiếng đồng hồ rỉ rả. Mà thấy Pháp Hòa còn tỉnh không? Mà quý vị tỉnh nhưng mà tỉnh quéo. Phải kêu là tỉnh rủi. Lâu lâu gặp mẹ hỉ. Thì đại chúng, Pháp Hòa rất là vui mỗi lần về đây được bao nhiêu cái tình thương cũng như là sự chào đón của đại chúng. Pháp Hòa xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề của mình nha, để chúng ta còn gặp nhau mãi mãi ở trong cái đạo tình này. Ở trên bàn có một cái câu viết là xin yêu cầu thầy hát bài Hoa Hồng Có Gai. Bây giờ trước khi mà quý vị nghe cái bài này thì quý vị tập cái câu hòa ở dưới nha, một câu thôi. Ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương. 2, 3. Ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương. Rồi, cái bài này á, là nó có một cái ý là khi mình đi hái hoa hồng thì mình phải tự biết hoa hồng sẽ có gai. Nếu mình sơ ý, mình bị gai xước, mình bị thương, không lẽ mình mắng nó, thì tốt nhất là mình nên trở về, mình chăm sóc băng bó vết thương của mình. Cũng như thế, trong cuộc đời này chúng ta tiếp xúc với bao nhiêu người xung quanh thì đôi lúc người ta cũng sẽ làm cho mình bị thương, bị tổn thương. Mình trách người ta thì khó, thôi trước hết mình hãy trở về, mình chăm sóc cho chính mình, như thế mới gọi là thương. Đó là cái bài hát, cái ý nó là như vậy. Sáng hôm qua em ra giường hái một cây hường, em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Ừa thế mới thiệt là thương, sáng hôm nay em ra giường ngắm lại cây hường, em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Ừa thế mới thiệt là, sáng hôm qua em ra giường hái một bông hường, em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Sáng hôm nay em ra giường ngắm lại cây hường, em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương.
Cảm ơn quý vị. Quý vị thương thương giỏi quá. Thôi bây giờ mời đại chúng nghe một bài vọng cổ. Mời đại chúng nghe bài Xuân này con không về. Chiều nay én liền trời cao mai đào đầy sân rây. Nẻo quê hương mù xa diêu diện, mẹ ơi xuân năm nay chắc con sẽ không về. Chắc chiều nay mẹ tựa cửa đợi chờ, ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rụng cánh đầy sân. Trời bây giờ trời đã sang xuân mà con của mẹ vẫn đôi đường trắc trở. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ đã bạc màu sương tuyết. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, nẻo trước giường sao tiêu điều trong văn. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thắp ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ, lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm. Nhà còn một con gà không dám làm thịt để cúng ông, chờ đợi nó về để vui say trong ba ngày Tết. Ngày phết bánh phồng, đêm canh vớt nồi bánh tét, chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu. Mấy đứa em con đang đùa vui tung tăng nơi ngoài ngon, chợt buồn hỏi mẹ sao Tết năm nay không thấy anh về. Mẹ quay mặt dấu che ngấn lệ chợt tuôn dài. Thằng Út nói, anh hai hứa Tết này sẽ may nhiều áo mới cho tụi con, hay là anh không còn thương con thương má? Nè, đừng nói bậy con, nó thương tụi con thương má lắm, nhưng vì đường còn xa nên không về kịp xuân này. Dời dời thương nhớ biết bao nhiêu, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ từng con đường nhỏ. Một sáng mùa xuân gái trai làng dắp diều khoe áo mới, nhớ đồng tiền mừng tuổi thọ âu thơ. Xuân năm này chắc tóc mẹ bạc phơ, đêm giao thừa cũng không còn nghe tiếng pháo. Đàn em nhỏ ngỡ ngàng trong manh áo mới, Tết đến rồi đây mà như xuân vẫn chưa về. Con biết xuân này mẹ trông chờ thằng con lưu đạt lạc kiếp long đông, cho nên tóc mẹ càng thêm bạc, thương nhớ cho lòng mẹ héo hòn. Thôi bây giờ quý vị muốn nghe cổ nhạc hay muốn nghe tân nhạc?
Thôi bây giờ mình hát chung bài Em Chưa Từng Thấy Biển nha. Rồi. Hát chung đi. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng mênh mông. Bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy Phật, em chỉ biết hình thôi. Nhưng có nghe thầy dạy, Phật thì ở trong tâm. Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi. Nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện muôn nơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, là hôm nay mình sinh hoạt đến đây coi như là tạm đủ. Cái gì mình ăn nhiều quá nó sẽ không có ngon. Hôm nay Pháp Hòa buổi sinh hoạt này là buổi cuối của chuyến đi Phật sự này. Một lần nữa xin được tri ơn quý sư cô đã tạo mọi điều kiện duyên lành cho chúng ta được gặp nhau trong buổi chiều này, và đến với tất cả mọi quý vị trong suốt 3 ngày sinh hoạt qua. Hy vọng rằng chúng ta cũng được ít nhiều lợi lạc trong những ngày tu học vừa qua, và đặc biệt tối hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau và sẽ chia tay vào tối nay, để ngày mai Pháp Hòa cũng sẽ về lại Canada. Xin kính chúc tất cả quý vị cùng gia đình thân tâm an lạc, tinh thần tu học, sở nguyện viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ nhỏ mình được học, từ nhỏ là cha mẹ mình dạy cái đạo đức là trước hết. Thứ nhất là lễ nè, gặp người lớn phải khoanh tay chào. Dọn chén, dọn nước cho người lớn là phải để dĩa bưng hai tay. Muốn nói gì phải dạ thưa. Đó, cha mẹ mình dạy những cái bài học đạo đức đó trước. Cho nên hồn dân tộc là đạo đức. Mà những đạo đức đó chỉ có chùa hay nhà thờ hay những nơi mà đạo giáo cho mình được cái đó. Cho nên mình đi đâu không có chùa, người Việt mình ở đâu không có chùa. Pháp Hòa đi giảng tới những cái thành phố nhỏ xíu cũng 4-5 chùa. Mà quý vị thấy là hễ quốc gia nào có Phật giáo thì người đó đi đến đó dựng chùa. Kính thưa đại chúng, sáng nay đại chúng có khỏe không? Đại chúng có lạnh không? Lạnh, phải cảm ơn Hòa Thượng.
có đời nào trời lạnh vậy mà tụi con ra ngoài ngồi cả tiếng đâu. Mấy chục năm ở đây là lạnh là tụi con rút vô nhà. Bữa nay hòa thượng muốn thử sức mình ha. Trường đồ tri mã lực, cụ xứ thức nhân tâm. Đường dài mới biết ngựa hay. Trường đồ tri mã lực, cụ xứ thức nhân tâm, ở lâu mới biết lòng người. Giờ bữa nay coi ai ở lâu nha. Ở cho hết tới hết chương trình của chùa Quang Thiện mới được về. Thưa đại chúng, sáng hôm nay chúng ta được về chùa Quang Thiện để kỷ niệm chùa tròn 20 năm sinh hoạt. Trong khoảng thời gian 20 năm này thì chắc chắn rất là nhiều những cái kỷ niệm buồn vui của Hòa Thượng với quý Phật tử đã cùng với Hòa Thượng đồng hành trong suốt 20 năm nay. Lâu lâu chúng ta tổ chức, có thể mỗi năm mình tổ chức sinh nhật của mình. Lâu lâu có người thì vài ba năm mới làm lần, có người làm mỗi năm. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng á, phần lớn chúng ta tổ chức sinh nhật để ăn mừng, lớn nhỏ gì đó tùy theo mình. Nhưng chắc có lẽ chúng ta ít khi nào ngồi lại để ăn mừng tất cả những gì ở nơi ta đã đồng hành với mình trong suốt mấy mươi năm qua. Ví dụ năm nay mình ăn mừng mình 60 tuổi, nhưng hình như mình chưa có một giây phút nào mình ngồi lại để mình ăn mừng và gửi cái sự bình yên, sự cảm ơn trái tim, lá gan, lá phổi đã đồng hành với tôi 60 năm. Có những lúc vì vui quá tôi quên lá gan, tôi uống tới mấy chai XO. Đôi lúc vì quên cảm ơn lá phổi, tôi làm mỗi ngày một gói thuốc. Tội nghiệp nó đồng hành với mình suốt mấy mươi năm. Tới hồi mà mình được 60 tuổi thì tổ chức một cái tiệc thật là lớn, nhưng để đãi thiên hạ thôi. Nhất là đãi những người mang thuốc tới cho mình, đãi những người mang rượu tới cho mình, những người đó mang cái độc tố tới cho mình để mình hại phổi hại gan, mình cảm ơn. Còn gan phổi nó sống cho mình forgot nó mất tiêu. Quý vị hiểu và nói ha. Nhiều lúc Pháp Hòa ngồi thiền là vậy đó. Ngồi thiền không phải là mình ngồi yên để làm cho cái đầu mình nó trống rỗng. Người ngồi thiền là có người thấy được những gì chúng ta đang sống, chúng ta đang làm. Nhiều khi chúng ta làm nghịch, làm ngược hết trơn. Tim, gan, phèo, phổi, tất cả những cơ thể trong chúng ta, nó sống vì chúng ta, nó làm tất cả vì chúng ta trong mấy mươi năm. Nhưng hình như mình chưa có ngồi lại để cảm ơn nó. Đôi lúc mình làm một cái lễ gì đó, mình cảm ơn nhiều lắm. Ví dụ như hôm nay mình cảm ơn Hòa Thượng, mình cảm ơn ban Phật tử, cảm ơn ban trai soạn, cảm ơn mọi người. Nhưng mình chưa ít khi nào mình trở về mình cảm ơn những gì ở trong cơ thể mình đã đồng hành, đã sống chết với mình. Mà cái body của mình, cái thân thể mình nó rất là thông minh. Ăn cái gì mà nóng trong người là nó nói cho mình biết liền, nó nổi cho mình hai cái hột xoàn. Nó tôi nóng lắm rồi đấy nha. Chứ khi nào mà cái thận của mình mà nó không khỏe, nó nói cho mình biết. Cái gan của mình không khỏe, nó nói cho mình biết. Nhưng mình biết là mình biết, chứ mình không làm gì hết. Thế thì mình chỉ biết mà mình chưa làm. Cái cách tu của Đạo Phật á, là mình phát triển cái hiểu biết của mình. Mình nói là hiểu biết thương yêu, từ bi trí tuệ. Trí tuệ là mình nhận rõ, thương yêu là mình gửi cái tình thương. Nhưng mà mình không có đủ hiểu biết ở nơi mình
cái thân mình nó đang như thế nào để chúng ta chăm sóc nó. Thậm chí cái tâm mình nó buồn khổ thì mình cũng không tìm đúng một phương pháp để giúp cho cái tâm mình hết khổ, mà mình tìm lộn phương pháp bằng cách là mình đi chơi, mình uống rượu, mình làm những cái gì đó để tìm quên. Nhưng mà sau tỉnh dậy thì không có quên mà thêm bệnh. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình thấy bỗng thấy mình xót xa. Mình khổ, mình uống rượu nhưng mà sau cơn rượu thì chỉ thêm bệnh mà không có hết. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có một cái thân, và chúng ta cần phải biết để chúng ta chăm sóc cái thân. Đạo Phật gọi là tu thân. Nhưng mà mình mới tu được cái vỏ thôi. Tức là sáng là mình ngồi mình chăm sóc, là mình phải chải tóc thế nào, mình làm gì, mình cũng tu thân đó. Nhưng mà mình chưa thật sự tu đúng cách. Tu đúng cách là mình ngoài lo cái thân bên ngoài, mình phải chăm sóc những cái gì ở bên trong. Nhất là tuổi lớn thì mình lại càng ý thức hơn để mình ăn uống như thế nào có chánh niệm. Người trẻ đó thường họ quan niệm thân này là của tôi, không có liên hệ tới người khác, tôi muốn làm gì tôi làm. Cho nên ăn uống hay là đi chơi hay làm những gì đó có thể hại đến thân mình. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có thân cần chăm sóc, và ai cũng có cái tâm. Còn cái chuyện mà mình giải thích tâm là gì vân vân thì chuyện đó ở một mặt khác. Mình nói một cái việc đơn giản là khi mình khổ là mình khổ tâm. Khổ thân thì khỏe lắm, chữa được, uống thuốc hết. Nhưng mà tâm bệnh thì phải có phương pháp, phải có thuốc của tâm để chữa được. Cho nên mình đi chùa, mình nghe pháp là mình tìm những cái phương thuốc cho tâm. Còn mình ăn uống hàng ngày là mình tìm những cái bổ dưỡng cho thân. Và chúng ta cần quân bình cả hai mặt, thân tâm. Chúng ta có một cái nhà, ai cũng có cái nhà để ở đó. Nhà lớn, nhà nhỏ, nhà chật, nhà rộng gì, mình vẫn phải có cái chỗ ở. Còn không thì người ta gọi mình là gì? Vô gia cư. Người sống mà không có một cái gì để mà mình tu tập cho mình gọi là vô nghề nghiệp. Nghề nghiệp là ngoài chuyện đi làm để nuôi thân ra, mình phải có phương pháp để làm cho tâm mình mỗi ngày mỗi dồi dào lên. Có nhiều người sống mà khổ thì cái này là có nhà mà không có nghề. Có nghề là mình luyện được cái tâm mình và mình thích ứng được với mọi hoàn cảnh. Cho nên người mà biết chăm sóc thân thì sẽ tìm đúng món ăn cho thân. Người biết chăm sóc tâm là biết tìm về những cái phương pháp tu tập để chuyển hóa khổ đau. Khổ đau là phải tu tập thôi. Nhưng mà đại chúng đừng có lầm là tu là biểu mình vô chùa, mình tụng kinh, mình làm gì đó mà theo cái quan niệm chữ tu của thông thường. Không phải. Tu này nó rộng hơn nữa, là những cách thức thực tập nào để giúp cho mình chuyển hóa khổ đau. Có thể quý vị không nghe, không quý vị không tụng kinh, nhưng mà quý vị nghe pháp. Cách đây 2 ngày, hôm qua có gặp một chị còn trẻ lắm, bị ung thư. Thì khi mà chị phát hiện chị ung thư thì chị sụp đổ tinh thần, đau khổ dữ lắm. Tại vì mình còn con nhỏ phải lo. Thì khi đi vào bác sĩ thì bác sĩ nói là cần phải trị liệu. Thì chị từ chối, chị không có theo phương pháp trị liệu là xạ trị hay là chemo. Mà chị đi về chị bắt đầu không ăn uống, không ăn chị uống thôi. Mà thức uống là nước rau, uống nước cà rốt, uống nước tre, rau keo, broccoli, vân vân. Một ngày uống mấy chai nước trái cây như vậy, nước rau như vậy, và hoàn toàn không ăn. Nhưng mà cái đó chỉ mới có
trị được cái thân thôi. Đau khổ quá thì lên Google bấm, tìm những cái gì đó, lời giải gì để giúp mình. Thì không ngờ tìm ra được những bài pháp nghe. Nghe xong tinh thần phấn chấn trở lại. Và từ một cái ung thư, một cái bướu 3 cm, sau 8 tháng trị liệu bằng phương pháp nghe pháp, tìm vui, uống nước rau, sau 8 tháng cái bướu còn 1.6 cm. Khi chị lên Facebook, chị biết là thầy Pháp Hòa đang ở miền Nam California. Chị phone vòng vòng chị tìm, tại chị không biết mình mà chị không có bạn. Tìm vòng vòng cuối cùng chị tìm được một nơi mà Pháp Hòa vừa bước tới để mà thăm. Chị tới chị thăm và chị chia sẻ. Thì chị nói là con mấy tháng nay con bỏ đói ung thư. Nghĩa là không ăn. Tại vì chỉ nói là ăn những thức ăn như là đường. Thức ăn á, mình ăn vô mình làm cho cái vi trùng ung thư nó càng khỏe và nó càng tấn công mình hơn. Con bỏ đói nó bằng cách con uống nước rau củ. Và cái điều quan trọng nhất là cái tâm mình phải vui. Bữa nào mà con lo lắng, con buồn khổ là cả cái ngực con nó cứng trở lại. Và chính cái bướu chỗ đó cứng bự ra. Mà bữa nào con vui vẻ, con bình an thì cái đó nó nhỏ và cái người con nó thanh thản. Và quý vị thấy rõ ràng. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa nghĩ rằng tất cả chúng ta đều trải qua một cái kinh nghiệm là khi tâm mình vui, cái gì nó cũng đẹp hết đó. Tâm mình mà vui là xung quanh mình cả một bầu trời. Thậm chí mà hôm nay quý vị vì thương Pháp Hòa nè, vì cảm mến chùa nè, quý vị đổ đường đi từ sớm mà ngồi đây lạnh nãy giờ này, vừa nghe vừa run nè. Mà vẫn vui vẻ vừa cười. Chứ thử bình thường mà ai biểu ngồi kiểu này thôi, chắc là không ngồi rồi đó. Quý vị thấy mình vui là mình vượt hết tất cả. Thế thì chúng ta có một căn nhà, đó là cái thân của mình. Chúng ta có một căn nhà, đó là cái nhà mình đang ở. Mình phải chăm sóc. Nhà mình ở mình phải dọn dẹp. Thân mình có mình phải tắm rửa, mình phải làm cho nó sạch. Thì tâm mình cũng vậy, mình phải làm sạch tâm mỗi ngày. Và sạch tâm mỗi ngày là bằng những phương pháp tu tập. Ngồi thiền cũng được, tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng được. Thậm chí có người làm sạch tâm mình bằng một thời nghe pháp. Có nhiều khi tâm đang khổ, nghe xong bài pháp bình an trở lại. Vì mình thấy được rằng mình có được một con đường đi, mình thấy một cái tia sáng. Trường hợp đó Phật còn gọi là gì? Người từ trong tối bước ra sáng. Và có những người đang sáng vậy đó, không chịu tìm những cái gì để khổ hại cho mình, thì là từ ánh sáng bước vào trong bóng tối. Cái ngôi nhà thứ nhất mình có, đó là ngôi nhà mình đang ở. Ngôi nhà thứ hai mà chúng ta có là ngôi nhà tâm. Như nãy giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy đó. Mình có 4 căn nhà nè. Căn nhà mình đang ở, thân này cũng là một căn nhà, tâm mình có một căn nhà, và căn nhà kế đến là căn nhà tâm linh, tức là ngôi chùa. Quý vị thấy ở Việt Nam mình mỗi làng có cái chùa, chúng ta thường gọi là chùa làng. Mà mỗi lần mình có cái gì mà bất an thì mình có khuynh hướng chạy đi đâu? Chạy vô chùa thắp nhang cầu nguyện. Mình cất quan bên cái chuyện chánh pháp và hiểu đúng vậy, nhưng mà căn bản nhất, cái bình thường nhất của chúng ta là mỗi khi chúng ta khổ, chúng ta muốn chạy về chùa thắp cái hương lễ Phật. Quê tôi có gió 4 mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, chao ôi bỏ chùa. Mà người nào cũng thuộc câu thơ của ngài Mạn Giác hết. Mái chùa che chở hồn dân tộc,
nếp sống muôn đời của tổ tông. Nếp sống của chúng ta là nếp sống đạo đức. Từ nhỏ mình được, từ nhỏ là cha mẹ mình dạy cái đạo đức là trước hết. Thứ nhất là lễ nè, gặp người lớn phải khoanh tay chào, dọn chén dọn nước cho người lớn là phải để dĩa bưng hai tay, muốn nói gì phải dạ thưa. Đó, cha mẹ mình dạy những cái bài học đạo đức đó trước. Cho nên hồn dân tộc là đạo đức. Mà những đạo đức đó chỉ có chùa hay nhà thờ hay những nơi mà đạo giáo cho mình được cái đó. Cho nên mình đi đâu cũng có chùa, người Việt mình ở đâu cũng có chùa. Pháp Hòa đi giảng tới những cái thành phố nhỏ xíu cũng 4-5 chùa. Mà quý vị thấy là hễ quốc gia nào có Phật giáo thì người đó đi đến đó dựng chùa. Ở bên chỗ Pháp Hòa có khoảng chừng 500 gia đình người Tích Lan thôi. Thế thì các vị hay đi tới các chùa Việt Nam để mượn chùa. Thì chùa Trúc Lâm mình cũng được mượn. Thì có một hôm Pháp Hòa mới nói với các vị đó. Pháp Hòa nói tôi không có ngại cho các vị sử dụng chùa mỗi tuần hay mỗi tháng theo nhu cầu. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, quý vị nên tìm một chỗ. Quý vị nên tìm một chỗ, quý vị nhỏ lớn gì cũng được, mướn cũng được, nhưng mà phải là cái văn phòng, là cái nơi của chùa Tích Lan, để Phật tử người Tích Lan biết chỗ đó là chùa của họ, để họ trở về họ lễ Phật, mà đặc biệt là hộ trì. Khi họ thấy nhu cầu cần, họ hộ trì cho ngôi chùa phát triển. Họ nghe lời Pháp Hòa, 2 tháng sau mướn được cái nhà. Ở được 5 năm, mới đây mua 80 mẫu đất. Mới tháng rồi, cả thầy trụ trì, cả ban trị sự lên gặp Pháp Hòa, hỏi những cái kinh nghiệm xây dựng chùa. Tại bây giờ chùa mua được miếng đất 80 mẫu, rất là đẹp. Và bây giờ muốn làm thiền đường, muốn tổ chức. Quý vị thấy không? Cho nên bất cứ một dân tộc nào họ sống, họ có được cái đạo, thì họ đi tới đâu họ cũng muốn làm điều đó. Chúng ta cũng vậy, ở đâu của mình cũng muốn làm chùa. Không phải là để mình làm chùa to Phật lớn hay để làm gì. Nhưng mà ở mỗi vùng, ví dụ Ontario này, quý vị muốn đi chùa lên Orange County thì hơi xa. Thì Hòa Thượng làm đây để quý vị đi cho nó gần. Phải không? Đây là chùa làng nè. Ngôi chùa làng. Lâu lâu mình đi hành hương lễ Phật các nơi, nhưng mà chùa gần mình chứ biết không, không làm biếng. Phải đi chùa thôi xa quá. Nhưng mà có đây rồi là không có excuse nữa nha. Không có làm biếng nữa nghe, sát bên rồi. Cho nên mỗi người chúng ta có một căn nhà, có một cơ thể, có một cái tâm linh của mình, gọi là ngôi nhà tâm, mà chúng ta phải trở về chăm sóc. Và một ngôi chùa để chúng ta trở về nương náu. Cái cảnh quan này mà ai mà đi làm về mà buồn buồn vô đây ngồi cũng tịnh lắm. Có cây cối, đặc biệt là có cây cam ở dưới kia. Ngôi nhà nữa, đó là người, những người đồng nghiệp của mình. Quý vị mà để ý, quý vị sẽ thấy rằng cái người mà gần mình nhất mỗi ngày là người làm chung. Nhiều khi mình đi làm về hết 12 tiếng, về nhà ăn cơm nói chuyện với chồng con đâu được vài câu là mệt rồi, là đi ngủ à. Mình gần gũi cái người làm chung tới nhiều giờ lắm. Không phải không? Bởi mới gọi là đồng nghiệp. Hai người cùng làm chung một việc gọi là đồng nghiệp. Vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta không thực tập để hạnh phúc với đồng nghiệp á, là nguyên ngày đó mình khổ. Cho nên có những người đồng nghiệp họ khó chịu lắm. Nhưng mà mình ráng sao mình tu tập để mình enjoy, mình ngồi được với đồng nghiệp. Chứ không thôi là lúc nào mình cũng quán chiếu, này là quan gia nè. Này là trái chủ nè. Là nguyên ngày hôm đó 12 tiếng toàn là gặp quan gia với trái chủ không. Cái cách tu tập của Pháp Hòa á, là Pháp Hòa không nhìn ai bằng kẻ oán, mà Pháp Hòa nhìn họ bằng cái duyên. Bất quá là thuận duyên hay nghịch duyên thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như bây giờ mình có một cái cây cam,
và mình trồng cái cây cam nó lên nó rất là tốt, trái ngon, lá đẹp, cây rất là tốt. Quý vị chăm sóc không? Cũng phải chăm sóc. Không chăm sóc sao nó được vậy? Mà khi thấy nó phát triển tốt thì càng phải chăm sóc để cho nó mãi mãi tốt đẹp như thế. Nhưng ngược lại, nếu mình phát hiện cái cây này bây giờ nó yếu ớt, nó gầy gò, nó sắp sửa chết, làm gì? Cũng phải chăm sóc. Vậy thì dù cây tốt cũng phải chăm sóc, dù cây xấu cũng phải chăm sóc. Nhưng nếu mình gặp cây xấu thì quan tâm nhiều hơn, để cho nó đúng liều lượng chăm sóc của nó mà nó quật sống trở lại. Nếu mình nói mày nghe mày, mày oan gia, mày trái chủ, tao trồng mày, tao tưới mày, tao chăm sóc mày, mày hư lắm, mày không lên trái nha mày, thì càng ngày nó sẽ càng héo hơn, là tại vì mình cho nó ăn mà cho vừa ăn mày vừa chửi. Cũng giống như mình cho con mình ăn nè, mày ăn đi ha, mày ăn cho no nè, mày đói tao nha. Nhưng mà nếu mình biết đứa con nó nghịch, cho nó ăn, trời con bữa nay con ở nhà con ăn cơm với mẹ, mẹ vui ghê vậy đó, con làm con nhớ tranh thủ đi đâu về nhớ về ăn cơm với mẹ. Nếu nó có nghịch cỡ nào đi nữa, cái lời nói của người mẹ vẫn văng vẳng bên tai. Những lúc nó quên mẹ, nó sẽ nhớ những lời đó, nó sẽ cố gắng nó trở về với mẹ, vì lời nói tốt lúc nào cũng đi vào tâm của người ta. Dù cái đứa nó ngỗ nghịch cỡ nào nhưng thủy chung tình thương của mẹ vẫn có đó, lời nói ngọt của mẹ vẫn đó, và chính lời nói đó kéo nó về. Mày ăn đi rồi mày báo tao ha, rồi bữa nào mày vác cái xác mày về đây cho tao. Mỗi lần nó sắp sửa về đã nhớ mấy câu đó. Đó thôi thôi để tôi ra ngoài tôi ăn, chứ tôi ăn cái tô mì của bà tôi nuốt không có nổi. Phải vậy không? Nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn không ai bằng mẹ. Cái tiếng mà con bập bẹ từ tấm bé, đó là cái tiếng mẹ. Thì mình, đây là một cái thí nghiệm của những người mà người ta đã thí nghiệm khi mình trồng cây. Thì thay vì á, mình gặp ai mình cũng nói cái bà này chắc đời trước trái chủ quan gia của tôi, bà tới bà báo tôi, bà ám tôi hoài. Nếu mình nghĩ như vậy đó thì lúc nào mình gặp người đó mình cũng cay nghiến trong lòng. Còn bây giờ mình nói đây cũng là duyên nè, nhưng mà nghịch duyên, để cho mình vượt cái duyên này, để mình chuyển cái nghịch thành cái thuận. Còn người nào mà lúc nào cũng thuận với mình, đây là thuận duyên. Cuộc đời này là chỉ có duyên thôi, nhưng mà bất quá là nghịch hay là thuận. Nhưng mà nghịch đó, đôi khi vậy mà làm cho mình đó, biết sao chỉnh đốn mình thôi. Ví dụ mình biết cái chị đó đó hay bắt bẻ lời nói lắm, cho nên mỗi lần nói chị mình làm gì cẩn ngôn. Còn cái người nào mà xa va với mình đó, mình nói đại, nói tạc vô mặt ta, mà nói không cần biết cái feeling, cái cảm giác người ta, đôi khi mình trở thành cái tập nghiệp nói bừa mà mình không hay. Cho nên những đối nhiều khi gặp những cái người nghịch mà lại là cái tốt cho mình tu, bởi vì nhờ người đó mình mới chỉnh mình. Mình nói mình bậy mình bạ người ta giận, cho nên nhờ vậy chỉnh được nghiệp khẩu, nhờ vậy mà chỉnh được nghiệp thân, là không hành động bừa bãi. Còn những người mà nhiều lúc người ta dễ dãi, người ta xa ra với mình quá đó, cái tự nhiên mình cũng trở thành một cái tập nghiệp sống mà không có cần biết cảm giác người khác, muốn ưng nói gì nói, chứ cũng chưa chắc là cái tốt. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là nếu mình lái xe đi đâu mà đường đó lạ mà tối, dù đường đó mình đi mỗi ngày quen đường, nhưng nếu nó tối thì mình lái làm sao? Cẩn thận hơn. Còn nếu mà trời sáng ban ngày là mình đi mà mình bất kể. Cho nên chỗ nào khó khăn thì nhiều lúc lại là chỗ thuận cho mình. Phải không? Cho nên trong 10 điều tâm niệm đó, trong 10 điều tâm niệm Đức Phật cũng dạy đó, lấy cái người mà tệ bạc làm nơi giao du, lấy mọi sự khúc mắc làm đà tiến thủ, lấy khó khăn làm thú vị. Tại vì chính cái khó khăn đó mình vượt qua được, mình mới thấy tất cả rất là thú vị. Cho nên đừng có nhìn ai cũng là kẻ thù kẻ oán mình, mà mình nhẹ xuống đi, mà rất là thực tiễn trong vấn đề thực tập. Đó là gì? Nhìn mọi người là duyên,
Pháp Hòa thưa đại chúng, vợ chồng có phải duyên không? Lúc mới đầu gặp nhau có tinh tú quay cuồng không? Ai lúc đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng, nhưng mà sống chung với nhau rồi mới biết. Bây giờ tôi quay mòng mòng. Mới đầu gặp nhau là rúng động tâm hồn, rồi bắt đầu mới cầu hôn và kết hôn, xong về nhà liệu hồn. Cho nên những người đồng nghiệp của mình á, có những người người ta rất dễ thương, lúc nào người ta cũng giúp cho mình làm việc. Nhưng mà đâu phải cuộc đời lúc nào cũng vậy. Thí dụ 10 người á, tự nhiên đậu lọt ra 2 người lúc nào cũng khó gây khó khăn với mình. Lấy cái đó làm cái nơi để mà mình trở về mình thực tập. Đừng nhìn họ bằng cặp mắt oán thù, mà cứ thấy họ là gì? Người, cái người mà gặp duyên với mình nhưng mà nghịch chút thôi. Nhưng mà chính cái nghịch đó, mình phải làm gì? Phải tu tập, phải chuyển hóa, rồi từ từ mình mới làm cho cái người lúc nào đối nghịch với mình, họ sẽ mềm theo cái cách tu của mình. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ 2 cái cây. Một cây tốt thì mình chăm sóc, mà một cây không tốt mình cũng phải chăm sóc và quan tâm. Vì chúng ta đều muốn nuôi dưỡng những cái cây mà chúng ta đã trồng cho nó trở nên tươi tốt. Cuộc sống này cũng vậy. Một đứa con mà nó hư cũng đâu có nghĩa là mình cứ phải nói những lời cay nghiến với nó, mà chính càng như vậy nó sẽ càng héo hon hơn. Nhưng mà nếu chúng ta nói những lời ngọt ngào, những lời tha thiết, làm gì làm cũng phải có giây phút nó chạnh lòng, nó lắng lại, nó nhớ cái lời của mẹ, của cha. Cho nên quý vị để ý á, cái người mà càng gây khó với mình mà mình càng nghịch lại với họ đó, chỉ chồng chất thêm thôi. Nhưng mà ngược lại, thí dụ họ la mình đi, trời ơi chị, em lỡ lời em nói vậy, chị không thích thì chị nói biết chứ chị đâu cần la làm chi vậy. Tự nhiên cái mềm mỏng của mình nó cũng làm một chút nào đó cho người ta nhớ lại. Và nếu người đó có la lên nữa, có hét lên thế nào rồi, cái tâm niệm ăn năn thấy mình quá đáng. Người kia nãy giờ lúc nào cũng nhẹ với mình mà tại sao mình cứ ào ào mình lấn át. Tự nhiên tự thấy họ quá đáng, họ lắng xuống chút. Từ từ mình chuyển. Mình phải giải oán bằng cách đó. Thường thường đại chúng hay tụng á, xin nguyện giải oan kết trái. Giải oan giải kết trái. Thì oan trái mà người ta, mình chỉ có cách đó mới cởi được oan trái thôi, còn không cách nào khác. Thấy không? Cho nên á, oán mà không có giải mà thì càng thêm cái oán. Đó là ngôi nhà đồng nghiệp của mình. Ngôi nhà tâm linh, ngôi nhà đồng nghiệp, ngôi nhà mình đang ở, ngôi nhà có thân của mình, ngôi nhà là tâm của mình, ngôi nhà là một chùa của mình. Và mình có một ngôi nhà nữa, đó là ngôi nhà huyết thống. Huyết thống là gì? Đó là bà con quyến thuộc, những người có quan hệ với mình. Có những người họ cùng chung ruột thịt với mình, họ em ruột mình, chị ruột mình, anh ruột mình, vân vân. Nhưng họ với mình sao chống đối nhiều quá, họ với mình sao có nhiều cái nghịch quá. Nhưng mà thủy chung họ vẫn là gia đình huyết thống của mình. Quý vị thấy ở đây á, có những cái ngày lễ thì người ta thường á, nhân cái dịp lễ đó, người ta ngồi lại với nhau gọi là reunion á. Cho nên người Việt mình rất là hay tổ chức giỗ, cúng giỗ. Cúng giỗ không phải ông bà ăn, không phải ông bà chờ năm được cái giỗ đó, mà chính cái giỗ đó, chính cái ngày giỗ đó là cái ngày mà tất cả mọi người con cháu trở về để có mặt cho nhau trong một ngày đó. Có khi cả năm không gặp nhau, nhưng mà nhân ngày giỗ mà các con các cháu trở về. Và chính cái ngày đó là mọi người được gặp nhau, hỏi thăm nhau, hàn huyên tâm sự và hiểu biết về nhau. Nó khổ một cái ở đây á,
không có khó hỏi thăm. Điện thoại ai cũng có, số phone ai cũng có, mà ghét là không bao giờ phone. Người nào mình ưng là mình gọi, người ta muốn cháy phone luôn. Nhưng mà người nào mình không thích là không bao giờ mình gọi. Cho nên có nhiều khi cái phương tiện liên hệ với nhau rất là dễ, nhưng mình không ưng rồi thì không bao giờ mình có sự liên lạc. Nhưng mà dù gì đi nữa, chúng ta đều là những người ruột thịt của nhau, cho nên chúng ta phải trở về. Và nhất là ở đây, ở nước ngoài này, cái ngày cúng dỗ cho ông bà tổ tiên lại phải cần tổ chức hơn nữa, ít nhất một năm một ngày, ngày lễ dỗ chung. Nếu không có phương tiện dỗ riêng vì ông bà nhiều quá, cứ vài ba ngày nghe điện thoại má kêu về dỗ. Giờ quý vị tổ chức một năm một ngày, ngày nào cũng được quý vị chọn. Có thể mình chọn cái ngày lễ tạ ơn Thanksgiving của nước Mỹ, vừa hợp với ý nghĩa của phương Tây là tạ ơn, vừa phù hợp với lại truyền thống của người mình, người ở đông mình, đó là nhớ ơn tổ tiên cội nguồn. Chọn ngày đó làm cái ngày cúng ông bà, hoặc là ngày đó tất cả tập hợp về ăn tiệc, nhưng trước khi bữa tiệc bắt đầu có một buổi cúng tế tổ tiên. Mà cúng đó cũng không cần phải rất là nhiều cái gì linh đinh, chè xôi bánh kẹo cũng được nữa, trà nước, rồi mọi người đến đó thắp hương và tuyên bố ngày nay là ngày cúng ông bà tổ tiên. Quan trọng nhất là con cháu mình nó vẫn biết được truyền thống của người Việt là có cúng tế tổ tiên, và ngày đó là ngày trở về. Cho nên hôm nay nhân dịp chúng ta ở chùa Quang Thiện kỷ niệm chùa 20 năm, chùa là một ngôi nhà tâm linh, gia đình mình là một ngôi nhà huyết thống, thân này cũng là một ngôi nhà chúng ta cần chăm sóc, cái gia đình chúng ta đang ở cũng là một ngôi nhà chúng ta cần chăm sóc, mỗi ngày chúng ta làm việc với đồng nghiệp của chúng ta cũng là những người chúng ta cần quan tâm và thân thiện, giải những cái nghịch với nhau. Đó, người lạ mà nghịch là cũng chuyện thường, người thân thiết mà đôi khi còn nghịch với nhau. Thế thì rõ ràng đại chúng thấy trong cuộc đời này gặp nhau đều là duyên hết, chẳng qua là thuận duyên hay là nghịch duyên thôi. Và dù thuận hay nghịch, chúng ta đều phải quan tâm chăm sóc giống nhau. Được như vậy, tại sao làm được vậy? Bởi vì tâm linh mình rất là vững chắc và giàu có. Giống như mặt đất mà vững chắc thì xây dựng cái gì cũng xong. Tâm thức mình vững chắc thì mọi việc mình có thể làm được qua cái tâm lực của mình. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta có rất nhiều lực: Phật lực, Pháp lực, Tăng lực, Tâm lực, Đạo lực, Tự lực, Tha lực, và chúng ta có một cái gọi là sức lực. Nhưng nếu cái gì chúng ta cũng dùng sức lực thì có thể một ngày nào đó chúng ta kiệt lực. Người có sức là một việc, nhưng phải dùng cái trí lực để làm việc thì không phí sức, mà làm việc được nhanh gọn, có kết quả. Ví dụ cái bàn này mình khiêng không nổi, bưng không nổi, mình dùng trí của mình là đẩy nó từ từ, rồi kiếm cái gì đưa nó xuống, nếu mình chỉ có một mình. Vừa rồi Pháp Hòa đi đám tang của ông cụ 75 tuổi. Ông muốn bưng một cái tủ từ dưới basement lên trên nhà. Mấy đứa con dặn rồi, ba đừng có khiêng, để con về con khiêng phụ. Ông ở nhà buồn không có chuyện gì làm, bưng nguyên cái tủ một mình, lên tới cầu thang nó vướng, nó ngược cái tủ trở lại, té xuống ngầu gãy cổ chết. Thì quý vị mới thấy là ông rất là khỏe, không có bệnh gì hết á. Chỉ có điều là khiêng lên được cái thang nó trỏ trỏ vậy nè, rồi cái bàn, cái tủ nó vướng đó, nó đụng cái thang cái nó quật ông trở lại, té chết. Cho nên nó ai cũng có nhiều lực lắm. Và đặc biệt là chúng ta có sức lực, nhưng mà sức lực này sẽ kiệt quệ. Nhưng mà đặc biệt là tâm lực, trí lực mà càng dùng thì trí lực càng tăng, đạo lực càng tăng. Sức lực nó mòn nhưng mà trí lực nó không mòn, đạo lực nó không mòn,
tâm lực nó không mòn. Vì sao? Vì đó là cái chúng ta bồi dưỡng bằng vô tướng. Còn sức lực là nó có hữu hạn. Cho nên mỗi người chúng ta đều có những ngôi nhà để chúng ta trở về, như nãy giờ Pháp Hòa thưa. Một căn nhà mình ở, một cái thân của mình, một cái tâm của mình, cái chùa của mình, đồng nghiệp của mình, gia đình huyết thống của mình. Nhiều người, mỗi người chúng ta giàu quá trời luôn. Một người mấy cái nhà, không? Và nhà nào chúng ta cũng trở về chăm sóc hết. Mà chỉ cần có cái tâm lực mà vững chắc, nhà nào chúng ta cũng giải quyết được hết. Cũng giống như mẹ mà, mẹ ba mà có 10 người con, con cái có 10 gia đình. Tại sao hồi xưa ba mẹ 10 người con mà gia đình nào cha mẹ cũng chăm sóc xếp gọn gàng hết? Tại vì cái tâm lực của cha mẹ đối với con cái. Còn mình giờ có cái nhà lo không xong, rên hoài. Còn hồi xưa cha mẹ ông bà mình á, một đàn con 10 người, thậm chí lập gia đình cho 10 người, rồi cha mẹ còn lo được cho mình cả 10 gia đình nhỏ của mình. Vì sao? Vì cái tâm lực của cha mẹ rất là vững. Cho nên làm gì làm, chúng ta không quên được cái thời gian trở về tịnh tu. Mỗi ngày quý vị tụng kinh ngồi thiền là quý vị chăm sóc cho ngôi nhà tâm của mình. Phải không? Và khi mà cái tâm mình vững rồi đó, mình về chùa mình làm công quả cũng dễ thương nè. Mình lo cho gia đình mình cũng dễ thương nè. Mình chăm sóc cái thân mình cũng dễ thương nè. Mình đi xung quanh mọi việc, mọi người đều vững chắc, an ổn hết. Đó là nhờ cái tâm lực mình vững chắc. Xin nguyện cho đại chúng, nhân dịp cuối năm, tất cả chúng ta ai cũng muốn có những ngày cuối năm vui vẻ để chuẩn bị đón mừng một năm mới đầy những cái điều, những cái niềm tin, những hạnh phúc. Thì cũng như thế, thật ra đối với người có tu tập thì ngày nào cũng giống nhau hết á. Nhưng mà người xưa có cái ý là kết thúc, tuyên bố hết một năm, chuẩn bị bước qua một năm mới, để làm cho những người sống mà có những cái khổ đau, phiền muộn thì có một cảm giác là mình chấm dứt một cái vận, một cái chu kỳ buồn, rồi chuẩn bị tinh thần bước sang tiếp tục một năm mới. Chứ còn đối với người tu tập vững chắc thì ngày nào cũng hạnh phúc giống nhau. Còn nếu nói hơn nữa là đâu phải ngày năm mới mình không ăn không, đâu phải là ngày cũ rồi mình ăn, ngày nào cũng ăn giống nhau và sinh hoạt mỗi ngày giống nhau. Chỉ có tuyên bố ngày đó mới cái tự nhiên cái feeling mình nó khác rồi. Thậm chí nhiều khi cái áo người ta cũ, mình ta nói áo này mới nha, mặc vô thấy mới liền à. Tất cả là do mình nghĩ mà, phải không? Thành thử sẽ xin chúc đại chúng cuối năm được an vui, hạnh phúc và năm mới đầy đủ niềm vui và hạnh phúc. Mình còn giờ không? Chú đừng làm hòa thượng trụ trì. Hôm qua Pháp Hòa còn mấy câu hỏi chưa trả lời nè. Thưa đại chúng, trước khi mình sang phần câu hỏi thì Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe bài. Bài này có tên là Trống Chuông. Hát theo điệu trống cơm. Vào chùa có trống có chuông, khen ai khéo thính, ố mê hay mà hay ghê, ố mê hay mà hay ghê. Làm người nghe lòng thanh thoát, làm người nghe lòng thanh thoát, ố mê tình, tình tâm ố mê bầy, em nhớ nhà em. Duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Vào chùa có trong có chuồng, khen ai khéo thính, ố mê hay mà hay ghê, ố mê hay mà hay ghê. Lòng người đang buồn đang giận, ô nhớ nghe chuông. Duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền.
vào chùa có trống có chuồng, khen ngài khéo thính, ố má hay mà hay ghê, ố má hay mà hay ghê, lòng người đang buồn đang giận. Cảm ơn đại chúng. Này là ai hại nè. Giờ Pháp Hòa hát cho đại chúng nghe một bài vọng cổ. Mà hát một câu trước ha. Bài này có tên là Xuân này con không về. Chiều nay én liền trời cao mai đào đầy sân rầy, nẻo quê hương mù xuyên diêu diện, mẹ ơi xuân năm nay chắc con sẽ không về. Chắc chiều nay mẹ tựa cửa đợi chờ, ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rụng cánh đầy sân. Trời bây giờ trời đã sang xuân mà con của mẹ vẫn đôi đường trắc trở. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ đã bạc màu sương tuyết. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, nẻo trước giường sao tiêu điều trong văn. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thắp ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ, lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm. Nhà còn một con gà không dám làm thịt để cúng ông, chờ đợi nó về để vui say trong ba ngày Tết. Ngày phết bánh phồng, đêm canh giấc nồi bánh tét, chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu. Dạ tiếp. Xin thầy Hoan Hỷ giải thích cho con của con hiểu tại sao thắp nhang bàn thờ Phật và ông bà mỗi ngày bằng tiếng Anh. Con học kinh nghe pháp xong, con phải thực hành giáo pháp Phật như thế nào? Chỗ con ở không có chùa, con phải lên mạng đọc kinh nào, website nào? Yêu cầu thắp nhang giảng tại sao mình thắp nhang cho bàn thờ bằng tiếng Anh. Không biết có ở đây không biết. This is a question request Thay to explain why we need to offer the incense to the Buddha's altar or our ancestor regularly. In our practice, there are five things that you're able to offer to the Buddha: the candle, the flower, the fruits, the water, the incense. Each of the offering symbolize for a practice. For example, when we offer the fruits, it symbolizes for the result, the successful after we have done. So the fruits always remind us before become the fruit, that was the seed. For example, the apple come from the seed of apple. So therefore, when you see the fruit, it must remind you the law of cause and effect.
You have bring the good, you have make the good. That's why now you have received the good as the result. So when we offer the fruit, doesn't mean the Buddha eat any fruits that you offer, but the offering means you want to bring the best fruit to life. This is the good intent that you want to offer for life. Buddhism always encourages us to live in such a way that every day we can offer something for life. The way you talk is the fruit for life. If you talk nicely to your mom, to your dad, to your loved one, that is the sweet fruit that you're able to bring, to offer to your mom and dad. Today, I'm here to offer you my presence, my practice. You are here to offer your presence for me. So every day, if you reflect deeply that, you realize you don't do anything, you try your best to offer. For example, you see your friends, they need help. You offer your help, right? You offer your help. You're willing to do something for others. So make sure you know that everything you do for others, that is the offering. So in Buddhist practice, we use the offering, but we use the Buddha as the symbol. Offering the Buddha to remind us, offer something for life. So we offer the fruit, we offer the flower. Flower symbolized for the beauty. Every one of us, we like the flower because anywhere we want to decorate, we use flower because flower beautifully. So offer your beauty to the life, to others. Beside that, flower symbolized for impermanence of life. It's beautiful today, it will be die in the next few more days. So when we offer the flower, we also learn and practice another meaning of it, impermanence of life. And because life is impermanent, that's why we try the best to live as beauty as we can. So incense symbolizes for the fragrance, right? When we talk about incense, we talk about the fragrance, the smell. So therefore, when we offer the incense, remind us to offer your morality practice, your beauty practice. None of the scents can flourish against the wind. Only the fragrance of the morality practitioner able to flourish everywhere. A famous person, a morality practitioner, people will well known not only one place, but around the world. So when we offer the incense, remind us the incense of the practice, the incense of morality. So we offer the incense to the Buddha, to our ancestor, to remind us, I will try my best to live with all the morality rights, so I can bring the best to my family, to myself, and to the society. Con thường nghe quý thầy giảng, có thầy tu đắc đạo và chứng đắc được quả A-la-hán. Làm sao để biết được vị đó chứng quả A-la-hán? Dễ thôi. Nếu vị đó không chứng A-la-hán thì vị này chứng quả A-la-làng. Mình tu là sẽ đắc đạo, không tu là đắc đào. Đắc đào khổ hơn đắc đạo. Thấy không? Ai muốn cầu đạo phải cạo đầu. Cạo đầu đó không phải là phủi cái này không, mà phủi phiền não. Vì tóc là tượng trưng cho phiền não, cho nên người tu đi tu là cạo đầu. Đó là mình nói tượng, nói cái nghĩa là tượng trưng. Chứ còn nếu mà đơn giản cuộc sống nữa là gì? Chúng ta muốn đơn giản hóa mọi vấn đề của người tu. Nổi buổi sáng mà chăm sóc cái tóc là thấy khổ rồi. Chưa nói là bữa nào bạc là rầu nữa. Thành thử ra cạo đầu là khỏe nhất.
vừa đỡ tốn tiền mà gọn gàng sạch sẽ. Đó mình nói trên hình tướng. Còn nếu mà nói sự thực tập là gì, cái đầu mình cạo là mình nhìn khác với người đời rồi. Vậy thì thân đã khác thì tâm cũng phải khác. Cho nên chư tổ gọi là gì? Tâm hình dị tục. Cái tâm của mình và cái hình tướng của mình nó phải khác tục. Vậy thì người chứng quả là người chứng cái gì? Chứng, nếu mà nói về chứng A-la-hán là người này sạch phiền não. Cho nên A-la-hán có ba nghĩa: ứng cúng, sát tặc, vô sanh, không còn trở lại cõi đời. Người này đủ khả năng thọ nhận của cúng dường, mà quan trọng là người này có đủ năng lực sát tặc. Sát tặc là gì? Giết giặc phiền não. Vậy thì bây giờ mình chưa biết, mà cái chỗ chứng không có thể nói à. Bởi vì sao? Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. Như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Làm sao giải thích được chỗ đó? Quý vị ngồi đây, quý vị hạnh phúc cỡ nào, quý vị biết phone về nhà nói trời ơi vui lắm, thôi bà ơi lạnh quá tôi không thấy vui gì hết. Người không có đi thì sao? Người không cùng thì không thể cảm. Người không có cùng một cảm thì không thể thông. Người thông là gì? Cùng một cảm cho nên cảm thông. Người không cùng cảm thì không thông, mà người không thông thì không thể cảm. Cho nên chỗ chứng đắc không thể nói. Ví dụ Pháp Hòa thưa để đại chúng, Canada rất là lạnh. Lạnh cỡ này không? Quý vị tưởng tượng cái lạnh vậy quý đối, tại vì đối với mình đây là vậy là lạnh dữ lắm rồi. Nhưng mà có nhiều vị hỏi thầy ơi, bữa nay Canada lạnh không thầy? Pháp Hòa nói dạ bữa nay không có lạnh mà rất lạnh. Tại vì hiện bây giờ là đang trừ mười mấy độ âm. Và có những ngày mùa đông mà cực lạnh nữa là trừ 35 độ, tức là âm 35 độ. Năm ngoái lễ đón giao thừa là âm 40 độ. Thì bây giờ quý vị thấy cái lạnh của quý vị ở đây và cái lạnh của Canada mà quý vị chưa bao giờ tới. Thầy vừa có nói cỡ nào quý vị nghe, wow, khủng khiếp vậy sao? Nhưng mà quý vị đâu có cảm được, đúng không? Có giải thích cỡ nào cũng không nói được cái đó. Trừ khi nào ai muốn biết, bay qua đó ở một mùa đông, khỏi cần giải thích gì hết, chứng liền. Quý vị hiểu chữ chứng không? Chứng không thể nói. Mà nếu như mà thí dụ thôi, bây giờ người ta có chứng người ta nói chắc mình tin không? Thí dụ bây giờ ông đâu nói tôi chứng A-la-hán, ông này chắc tưởng tỉnh. Cái đầu của mình nó ngộ lắm, lúc nào cũng muốn biết ai chứng quả. Nhưng mà hễ người nào mà ta nói người ta chứng á, chắc gì mình tin mình nói người ta khùng. Tôi cũng tới đâu nói chứng. Ông dở chứng có chứ chứng. Cho nên tại sao các vị không nói? Tại vì nhiều khi nói mình không sanh niềm tin mà còn phỉ báng. Mà hơn thế nữa là chỗ chứng đắc không thể nói. Đây bây giờ Pháp Hòa uống nước là nóng sao Pháp Hòa biết chứ, quý vị ngồi ngoài quý vị sao biết được. Cho nên không thể giải thích. Tu thế nào là tu đúng? Có tu chưa biết đúng. Thưa đại chúng á, khi nào mình tu á, là tu là gì? Là mình chuyển hóa, là mình tiếp nhận những cái công thức để mình thực tập. Giống như quý vị biết nấu làm sao mà cho biết nấu mình đúng, mình ăn thấy ngon là mình biết mình nấu đúng. Thì bây giờ tu cũng thế. Mình tu mà nếu mình thấy rằng mỗi ngày mình có an lạc, có bình an, tâm mình giảm được sự chấp trước, giảm được sự hờn giận là mình biết là mình tu đúng. Còn nếu mình tu, mình biết pháp tu nhưng mỗi ngày á xung quanh mình là thấy ai cũng trật hết á. Ví dụ như người ta chắp tay cái lợi sữa, chắp vậy mới đúng nè. Người ta lại cái lợi nó lại vậy mới trật nè. Mình hồi xưa mình vô chùa không biết gì hết, mình dễ thương lắm. Mình lo mình tu thôi. Tu chập rồi mình chỉnh người khác không? Mình tu chập rồi mình không chỉnh mình được, mà mình đủ khả năng mình đi xung quanh mình chỉnh người khác. Cho nên cái chỗ cái này cũng thế. Không ai xác định cái tu đúng tu sai của mình, nhưng mà tự mình biết được.
Mình tu mà mình có thấy an lạc không? Mình có hạnh phúc không? Đúng là làm sao? Đúng với mình. Ví dụ bây giờ quý vị tụng kinh, quý vị đừng có nghĩ là phải tụng một ngày mấy thời và bao nhiêu lâu. Quan trọng là thời gian của mình, sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình. Bây giờ hoàn cảnh mình không được tụng kinh lớn, tụng kinh thầm, vậy là đúng đó. Bây giờ mình lại Phật, người ta lại ngàn trăm lại, sức khỏe không có, lại 20 lại à, tu đúng đó. Tại đúng với hoàn cảnh của mình, chứ không phải mình tu kiểu nào mới kêu là đúng. Mà đúng là đúng hoàn cảnh của mình, đúng khả năng của mình, đúng sức khỏe của mình. Thế nào là đại bi tâm? Từ bi từ thiện, bi thiện giống nhau không? Muốn làm từ, muốn người có lòng từ bi. Từ bi là cái tâm bình đẳng. Có lòng từ bi thì nó mới ráp với chữ từ thiện. Chữ thiện là tốt á, là khéo á. Người muốn làm từ thiện á, muốn làm thiện á, trước phải có tâm từ. Mình không có tình thương, mình không thể nào làm được. Tại vì làm hồi mình ghi pháp, mình buông xuôi, là vì mình dễ giận, dễ phiền não. Cho nên người muốn làm thiện, trước hết phải có tâm từ, chứ là từ thiện. Từ thiện nghĩa là từ, là từ bi, là cái tâm thương bình đẳng, không có phân biệt. Ví dụ bây giờ mình đi tới cứu trợ, người ta đang khổ vậy, mình ngó vô, thấy nhà nào có bàn Phật mới cho. Không phải đâu Phật không cho. Thì cái này thiện mà chưa từ. Từ thiện là tình thương phải bình đẳng. I hear that practicing like the Buddha will eventually help me to become Buddha. How is that so? It's very hard for me to believe that. Thank you for your question. Become Buddha doesn't mean you can sit on the flower, you can do magics. Buddha means whenever we awake, we realize everything happened. We take things as they are. That's called Buddha. Buddha is not super person. They can do magic. They can fly. They can do anything, you know, like powerful. Buddha is the intent to live, the power to live within the present moment. So if you practice like the Buddha, you can become the Buddha. It's something very true, and you can do it. For example, the Buddha is the one who able to reflect on the true facts of life, that once we have the body, we must take the sickness, the old age. If we able to take, reflect on this, accept this, and we know that we will come to death and old age and sickness one day. So therefore, everyday life, whenever we can do things, wholeheartedly do it. So you are the Buddha, the one who have the capacity to live deeply in the present moment and recognize and realize everything happened around. The Buddha doesn't mean a person who can do something very powerful with lots of magics. Because you think Buddha in that way, so that's why you think you're unable to make it. But actually, Buddha is the capacity to live with your fully awakening. In other words, your deep mindfulness. Be mindful on your speech. Be mindful on your daily consumption. So the Buddha is the one who able to realize things around and make things much better. Buddha is the one who know how to rebuild things already collapsed and try the best to build something not yet established. That is the capacity of the Buddha, not the one who do with power you used to think and you think that you are unable to do that. Chúng con xin hỏi khóa tu mùa hè ngày nào tháng nào ở Trúc Lâm Tây Thiên? Ở bên Tây Thiên Trúc Lâm một năm có 4 khóa tu cho người lớn và 3 khóa tu cho trẻ em. Các em nào tuổi từ 13 trở lên á, mỗi năm có khóa tu vào tháng 3, tháng 7 và tháng 12. Đem trái cây là cung cấp thành quả tu tập, đem bông là cung cấp sự đẹp đẽ cho đời, đem đèn lên là cung cấp trí tuệ cho đời,
đem hương lên là cung cấp sự thực tập giới luật cho đời. Cúng là mình cung cấp, mà Phật là biểu tượng. Nghĩa là mình luôn luôn, người Phật tử là luôn luôn phải mang trong tâm thức mình những ý nghĩa muốn cúng dường, muốn cung cấp cho cuộc đời này ánh sáng, hiểu biết, tình thương, thương yêu đẹp đẽ qua cái thể, cái hình thức cúng. Chứ Phật nào ăn mà cúng. Mà nếu thật sự Phật mà bóc trái Phật ăn là đem Phật lên chùa liền, ghê quá. Rồi hết giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa mấy bạch thượng tọa giảng sư, con được đại diện cho toàn thể Phật tử của đạo tràng sáng hôm nay đề đầu đảnh lễ cảm ơn thầy đã quang lâm về chùa Quang Thiện, ban bố cho chúng con một thời pháp rất ý nghĩa, và chúng con nguyện đem những lời pháp nhũ này trong quá trình tu học của chúng con. Và quan tệ xin được xin lỗi quý vị, có một số rất lớn những câu hỏi mà chúng ta không có thời giờ để cho thầy trả lời, thì quý vị có thể lên internet để coi thầy tất cả những cái câu hỏi quan tệ có đọc qua, thì rất nhiều bài giảng của thầy đã có trong những câu hỏi của quý vị hỏi. Và đến giờ này chùa Quang Thiện chúng con với sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Minh Dung trụ trì chùa Quang Thiện và bản thân con tổ chức ngày lễ hôm nay, chúng con xin đề đầu đảnh lễ và cúng dường thầy. Chúng tôi xin mời tất cả quý Phật tử đứng lên. Hôm nay một bài pháp tuyệt vời, có phải không thưa đại chúng? Kỷ niệm 20 năm thành lập chùa Quang Thiện, trong đó có phần cúng dường pháp. Đó là lý do mà chùa Quang Thiện cung thỉnh thượng tọa Thích Pháp Hòa từ Canada về đây để mang cái pháp lạc đến cho Phật tử chúng ta. Cho vậy, ngày hôm qua và ngày hôm nay, tất cả Phật tử được xin lặp lại, quý vị có an là không? Có được lợi là không? Và nếu đêm nay chùa tổ chức 12 giờ khuya một thời pháp của thượng tọa nữa, quý vị có đến không? Và chúng con cũng thỉnh thượng tọa pháp sư ngồi xuống. Bên cạnh chúng tôi là đạo hữu Quang Tuệ, trưởng ban tổ chức lễ 20 năm thành lập chùa Quang Thiện. Và bản thân chúng tôi, trụ trì của ngôi chùa, chúng con nhất tâm đảnh lễ để cúng dường, xin anh lấy cho cái khay. Chúng tôi phải theo đúng pháp. Trên thế gian này gặp được bậc thiện tri thức là một điều rất khó, gặp được một pháp sư lỗi lạc trí tuệ là điều càng khó hơn. Cho nên chúng tôi đúng pháp, đại diện cho tất cả Phật tử phải quỳ xuống đảnh lễ thượng tọa Pháp Hòa. Nhưng mà rồi ngài quá khiêm cung đi, không? Cho nên chúng con xin được nhất tâm đại diện cho chùa Quang Thiện, ban tổ chức cũng như toàn thể chư thiện nam tín nữ có một chút phẩm và tịnh tài để nó lên tấm lòng thành kính đối với thượng tọa, và cầu chúc thượng tọa trên con đường hoằng pháp bất cứ nơi nào ngài đi, nếu không pháo nổ thì tuyết cũng phải nổ. Và đây là một cái bảo vật, tôi gọi là một cái bảo vật
của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại. Chúng ta cùng chắp tay niệm danh hiệu Đức Quan Thâm ba lần để dâng lên Ngài tất cả lòng thành kính và tri ân. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa liệu quý vị, trong vòng vài phút nữa thì là chính thức kỷ niệm 20 năm thành lập chùa Quang Thiện. Trong phòng mục đó, chúng con xin được cung thỉnh Thượng tọa Pháp Hòa sẽ thái tịnh, tức là mang cái lòng từ và lòng từ bi của Ngài đến tất cả chư thiện nam tín nữ có mặt hôm nay. Và giờ đây kính Ngài vô, xin Thượng tọa vô trong chốc lát, trong vòng khoảng 15 phút chúng ta trở lại. Quý nghe rõ một chút nữa trong buổi lễ chính thức đó, Thượng tọa Pháp Hòa cùng với Hòa Thượng Trưởng Lão và hai vị Hòa Thượng nữa sẽ sái tịnh mang phước lành đến cho tất cả. Kính bạch Thầy, mỗi ngày chúng con ôm cái máy nghe Pháp của Thầy Pháp Hòa mà không nhớ niệm Phật, vậy khi chúng con chết thì chúng con sẽ đi theo Thầy Pháp Hòa phải không? Cái này em không có suối à. Quý vị biết cái máy nghe Pháp á, bây giờ nó thâu với cái máy nó vô cả ngàn cái bài giảng vậy đó. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, nghe Pháp với niệm Phật, cái nghe Pháp á là chỉ là cái pháp học thôi. Còn mỗi ngày mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình phải có ngồi thiền, mình có cái thời khóa nào cho mình á, cái đó gọi là pháp hành. Phật giáo có hai cách để mà tu tập. Nếu mà mình muốn cái pháp hành của mình hay, đúng, thì mình phải có cái học. Học mới biết cái nào đúng mình làm. Cho nên nghe Pháp chỉ mới học thôi. Bây giờ quý vị học quá chừng quá đất mở mang, nhưng mà ôm mớ kiến thức không được, không có tu gì hết không được. Pháp Hòa ví dụ thôi, bây giờ người ta hỏi mình là tham là gì? Nói ồ, tham là khi mình muốn quá độ. Sân là khi mình nổi nóng lên. Rồi mình giải thôi, nào mình đọc thơ ha. Lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh như diều đứt dây. Hỡi ai nên lấy lời này, có nên tiếp đám rừng cây chăng là? Có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày? Có nên bít mắt ngưng tai, có nên niệm Phật hoài hoài hay không? Ai hỏi mình giảng chàng vậy, mà tới đụng tới mình nổi sân quá chừng, tại mình không có hành. Đấy không? Cho nên học là nghe Pháp, hành là mỗi ngày mình ứng dụng. Thành thử ra cái này phải quân bình cả hai. Còn quý vị mà ôm cái máy quý vị nghe Pháp không, nói cái vụ mà chết có theo thầy không đó. Ở bên Toronto có một chị Phật tử, lúc mà chị có mang thai đó, chị nghe băng giảng dữ lắm, mà chị nghe của Pháp Hòa nhiều nhất. Thành thử ra khi sanh đứa nhỏ ra có nó giống Pháp Hòa. Cái ba đó, ba nhỏ nịnh đó, mà thật sự hai vợ chồng của bà chưa bao giờ gặp mặt. Rồi Pháp Hòa chỉ nghe người thân kể, nó trời ơi, ba nó mỗi lần nịnh nói trời ơi, may là ông thể của ông ở xa đó. Ông gần là có chuyện rồi đó. Ở đây là mình muốn nói là khi mà mình, giống như là khi mình có mang thai đó, mình nghĩ cái gì thì nó sẽ giống cái đó. Ví dụ như vì vậy cho nên hồi đó đó cái có cái cách là người nào mà có mang á là người ta thường xem hình những đứa bé, xem hình Phật, những cái gì vui để chi, để người ta dưỡng cái đứa nhỏ đó. Còn ví dụ như mình ghét cái người đó, mình bực cái người đó, sinh ra ít nhiều nó giống cái người đó. Cho nên á, hồi nhỏ đó người ta hay nhắc nhở, khi mà nhất là người chồng,
khi người vợ có mang thai thì người chồng phải là cái người giúp cho người vợ dưỡng thai rất là nhiều. Cho nên đó, cái công việc mà dưỡng thai đó, mang thai là của người mẹ, và trợ cho người mẹ dưỡng thai là công việc của người chồng. Người chồng không mang thai, nhưng người chồng phải có trách nhiệm và bảo hộ giúp đỡ cho người vợ dưỡng thai, để hai vợ chồng cùng tác hợp tạo nên một đứa con cho nó đẹp, nó thanh tịnh giống như hai vợ chồng. Thí dụ người vợ cố gắng vui, nhưng người chồng cứ chọc cho người vợ giận hoài thì sao vui nổi. Cho nên tuy người chồng không mang thai, nhưng người chồng phải dưỡng thai. Còn người mẹ là người mang thai, và người mẹ cũng phải tiếp nhận cái sự dưỡng thai đó. Cho nên hồi đó có người giải thích đó, không? Tử cung là gì? Là cung điện của đứa nhỏ. Vì khi người con ở trong bụng mẹ, mẹ không dám đi mạnh, không dám ăn những cái gì mà có tác hại đến người con. Cưng đứa con như một hoàng tử, như một công chúa vậy. Cho nên là quý vị ôm cái máy niệm, ôm cái máy nghe giảng, chỉ là mình học cái pháp thôi. Còn mình ứng dụng, mình hành mới là điều quan trọng. Vì chính cái đó nó mới giúp cho mình hết khổ được. Còn mình nghe pháp thật là nhiều mà mình không giải quyết được cái nỗi khổ của mình á, thì không chừng cái pháp đó trở thành ra cái mà hại mình nữa là khác đó. Nhiều khi mình biết nhiều quá mà mình rồi lúc đó không tự tu, mà cứ thấy ai cũng xung quanh mình cũng trật hết á. Người nào cũng sai hết á, bản thân mình không biết mình trúng sai gì hết. Cái đó là cái nguy hiểm. Thưa thầy, ăn chay trường mà thấy con gián giết nó có tội không? Thật sự mình ăn chay thì ăn chay, mình giữ giới, mình không giết. Thật ra mình ăn chay là mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình qua miếng ăn. Rồi cái quan trọng là đời sống hàng ngày của mình đã thể hiện lòng từ của mình với những con vật xung quanh. Còn nhà mà có chuột có gián thì mình, nếu vì cái sự bảo hộ sức khỏe hay như thế nào đó, mình có thể làm, nhưng mà mình phải báo cho các vị đó biết. Tôi xin báo cho các Bồ Tát gián biết, đây không phải là nơi của các vị ở. Các vị từ đâu đến thì các vị theo đó mà đi. Trong 3 ngày nữa người ta sẽ tới đây để xịt thuốc, thì tôi không muốn tổn thương tổn hại đến quý vị, tôi báo cho quý vị để quý vị đi. Đó là ở bên Cali á, là cái xứ ấm á, mối rất là nhiều, mối gián. Ở đây là mình có chuột, phải không? Thành thử ra nhiều khi á, những cái chỗ công cộng là mình không được để cho nó lan tràn ra, thì sở vệ sinh họ sẽ không có chấp nhận. Cho nên đôi lúc vì cái mình ở đâu nó có những cái luật đó rồi, và đồng thời để bảo vệ sự an toàn sức khỏe cho mọi người, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải gọi là gì, chấp nhận cái lỗi, nhưng mà chúng ta phải báo để chúng ta không có cố ý, mà chúng ta đã làm cái việc là báo cho các vị đã biết rồi. Xin thầy con hỏi, nếu có người thường ngày đều cầu nguyện niệm Phật được vãng sanh nhưng bị đột quỵ chết, bất đắc kỳ tử, như vậy có được như ý không? Quý hiểu ý câu hỏi không? Hằng ngày thì xin vãng sanh về cõi Phật, nhưng bây giờ người này chết một cách nghĩa là đột ngột như vậy, có được vãng sanh không? Theo quý vị được vãng sanh không? Được không? Được. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta có 5 điều chúng ta không biết trước. 1, không biết mình sẽ bệnh gì. Đúng không? Mình đâu biết mình sẽ bệnh gì. 2, chừng nào mình bệnh. 3, khi nào mình chết. 4, chết vì lý do gì. 5, chết ở đâu. Có phải không? Thì Phật nói rồi, có 5 điều mình không biết được. Khi nào bệnh, bệnh gì. Khi nào chết, chết vì sao mà chết, mà chết ở đâu, không biết. Nhưng mà cái chuyện mà mình chết đó là việc sự thật của thế gian này. Còn chết cách nào không biết, mà chết cách nào cũng là chết. Và chắc chắn mình sẽ chết.
Cho nên mỗi lần mình đụng chuyện mình nói chắc chết. Và yên tâm điều đó, vì mình sẽ chết chắc. Không có cái gì chắc hết, chỉ có chết là chắc thôi. Nhưng mà có một cái điều là vì mình biết vô thường nó sẽ đến với mình bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, cho nên hàng ngày tâm của mình phải hướng thượng, hướng Phật. Để chi? Để khi mình đi cái tâm mình nó có hướng nó đi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ quý vị có bỏ Pháp Hòa ở đâu thì trong bụng Pháp Hòa muốn đi đâu? Đi chùa thôi. Như vừa rồi Pháp Hòa đi giảng có một cái chỗ đó, trời ơi, chùa chật hẹp mà chưa có cái gì hết, vô nó lạnh, nó đủ thứ hết. Cho người ta hỏi, thôi giờ tụi con đi mướn khách sạn cho thầy ở nha. Và nói khỏi, miễn có chùa là ở được rồi. Thành thử ra ở ngay trong chùa đó, lạnh thì chịu lạnh, lạnh thì mặc áo lạnh. Nhưng mà đã có cái chùa thì mình cứ ở trong chùa. Những cái tâm, trừ khi nào mình không có thì mình mới tính chuyện khác. Còn bây giờ mình có chùa, mình ở chùa cho mắc chi. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói cái tâm của mình hằng ngày như vậy. Ví dụ Pháp Hòa hỏi quý vị đi chơi, đi du lịch, đi qua các xứ vậy, cái quý vị đến đó cái hỏi người thân, ở đây có chùa không? Hãy có chùa một cái gần đây không? Cuối tuần chở tôi đi chùa một cái, hay là bữa nào rảnh chở tôi đi lễ Phật một cái. Tại cái tâm mình hướng chùa. Cho nên đời sống của chúng ta, quý vị sẽ biết một điều rằng rất là vô thường. Chúng ta hoàn toàn không biết mình chết ở đâu, chết lúc nào và chừng nào chết. Chuyện đó nó có thể xảy ra. Cho nên giây phút nào mình còn sống, lúc nào tâm mình cũng phải hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà hễ mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát thì bất cứ mình chết cách nào mình cũng đều được đi về cái cõi mình muốn hết. Tại mình muốn đi về cõi đó, còn cái cách này chỉ là bình thường. Cho nên được vãng sanh chứ không sao, tùy theo cái tâm mình hướng. Thưa thầy, hôm con quy y, chồng con là đạo Chúa, con xin hỏi thầy, vậy trong nhà chồng con để hình Chúa có được không? Vì con đã thờ Phật trang nghiêm, con nghe nói một nhà không được thờ hai đạo, vậy xin thầy giải giùm con. Tại vì mình kỳ thị chứ hai ông cụ kia đâu có kỳ thị. Cụ Giê-xu với cụ Thích Ca enjoy mà đâu có gì đâu. Cho nên á, quý vị nhớ là khi mình còn phàm phu thì mình mới còn có ngã chấp mình ta. Chứ còn các bậc đạt tới cái chỗ đó rồi, các ngài đâu có thấy cái gì khoảng cách đâu. Thưa đại chúng, ngôn ngữ thì có phân biệt, nhưng mà tình thương thì không có từ ngữ. Mà tình thương thì hễ là có con người, có trái tim là có tình thương giống nhau hết. Mà Đức Phật dạy chúng ta là sao? Không có khoảng cách, không có kỳ thị. Trong nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ. Bây giờ á, cái điều này á, rất là dễ thương, là hai vợ chồng cùng hướng về cõi đẹp, chồng hướng về Chúa, vợ hướng về Phật. Thì mình để hai bàn thờ mình kính lại chung có sao đâu. Chỉ sợ cái là một người kia kỳ thị, cấm không cho mình đặt bàn Phật, hoặc là cấm không cho mình để bàn Chúa, thì cái đó, cái điều đó mất vui, cái điều mà không vui nó xảy ra. Còn giờ mà một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng, hạnh phúc quá rồi. Cho nên cô phải hạnh phúc, cô phải sung sướng là vì mình được một người chồng có hiểu biết, có cởi mở. Và mình cũng có cởi mở, có hiểu biết, cho nên mình đã tiếp nhận Chúa dễ dàng. Và vậy tại chúng nhớ là chỉ khi nào con người mình còn phàm phu mình mới có khoảng cách thôi. Cũng giống như mình nói thì nói tiếng Việt, chỉ có cái giọng nó khác thôi. Chỉ có cái giọng khác thôi chứ còn tiếng Việt là giống nhau hết à. Vậy mà cũng phân biệt Trung Nam Bắc, thấy không? Rồi cũng khổ theo miền vùng vậy. Cho nên mình hãy càng chia nào khổ hơn nấy, mà mình càng ngồi lại với nhau thì mình càng hạnh phúc. Cái đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, trong nhà mà giờ năm anh em mà năm cái kiểu nghĩ, năm cách sống, thì có phải gia đình nó không vui không? Anh em cùng đồng lòng hết trơn nó vui.
mà đồng lòng gì hướng đẹp hết. Cho nên á, mình á, tin cái nào mình đừng có bác người ta, cái đó là cái điều không có nên mà không có dễ thương. À, mà dễ thương nhất là mình tôn trọng người khác. Và thưa đại chúng là quý thầy á, đi giảng á, đã từng giảng ở rất nhiều nhà thờ, tại vì có đôi lúc mình không có chỗ, mình đi mượn nhà thờ. Mà nhà thờ rất là dễ thương, các vị linh mục cho mình mượn luôn. Như vừa rồi là Pháp Hòa giảng ở Hawaii, ở Maui, 2 ngày khóa tu, giảng những cái buổi giảng chính là giảng trong thánh đường luôn, giảng ngay trong cái thánh đường của các vị luôn. Chứ không phải là giảng ở trong cái ho, trong cái hội trường gì của họ, giảng ngay trong cái lễ đường của họ luôn. Và chẳng những vậy mà Ma Sơ còn ra tiếp mình, chào mình nữa. Rồi Pháp Hòa cảm ơn quá chừng. Bà nói không sao đâu các vị. Pháp Hòa còn nói thêm nữa, chỗ này tốt quá, mai mốt tụi tôi xài tiếp nha. Đường sướng, đường xài, đường người ta cho mình dùng, tại sao lại kỳ thị. Cái đó là cái điều mình dở, và chính mình kỳ thị vậy cho nên mình khổ. À, xin thầy giải thích giùm con tại sao con nằm chiêm bao thấy Phật. Trời, bây giờ họ thấy Phật mà cũng không chịu, không lẽ muốn thấy ma? Thì tâm mình thường nghĩ Phật thì mình thấy Phật. Cái tất quý vị nhớ chiêm bao là do 5 điều nha. Mình có 5 lý do để nằm chiêm bao. 1 là do túc nghiệp nè. 2 là do mình tâm sinh lý, mình ngủ thân thể nằm không đúng cách, sinh chiêm bao. 3 là hằng ngày mình nghĩ cái gì thì đêm ngủ cũng chiêm bao. 4 là quỷ thần. 5 là thiện thần. Ta mách bảo, ta gia hộ mình hay quỷ thần quấy phá. Thì hằng ngày mình nghĩ cái gì thì ban đêm mình thường thấy cái đó. Tại vì sao? Khi mình ngủ á, là năm cái thức của 5 cái mắt, tai, mũi, miệng nó ngủ. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ khi mình còn sống mình mở mắt là cái căn này nè, con mắt này mở, nhìn thấy cảnh thì cái ý thức của con mắt á, nó nhận ra liền, ô chị 5, chị 3, cái ý thức nó nói. Rồi mình thí dụ như mình chưa gặp người đó qua, mình được người ta giới thiệu, mình nói tôi xin giới thiệu, à, đây là ông Chính, thí dụ vậy. Thì ngay cái giây phút mình gặp được ông Chính, mình bắt tay ông Chính xong rồi, thì cái hình ảnh ông Chính nó nằm ở trong cái tàng thức, mình thu vô trong cái memory của mình. Thì tối mình ngủ là 5 cái thức nó ngủ. Thức của mắt, thức của tai, thức của lưỡi, thức của thân, à, thức của mũi. 5 cái này nó ngủ. Bằng chứng là ngủ rồi ai nấu xạo gì mình đâu ngửi được. Rồi ai làm gì rột rạc nhỏ nhỏ mình đâu nghe được. À, thậm chí người ngủ mê mà ai lấy tay quơ quơ trước mắt mình đâu biết, đâu thấy gì. 5 cái đó nó ngủ. Có 1 cái nó thức thôi, là cái ý thức mình nó ngủ. À, thì nó thức. Cái ý nó thức, nó mới đi vô cái memory đó, nó bốc lên. Cho nên mình có chiêm bao. Ban ngày mình nghĩ cái gì nhiều, ban đêm mình thấy cái đó. Ví dụ như mà nhiều khi mình thèm ra muốn xào quá, tối ngủ mình thấy ra muốn. Thậm chí đang ngồi tụng kinh cũng thấy dĩa ra muốn. Cho nên á, hằng ngày tâm mình nghĩ cái gì thì mình sẽ thường gặp cái đó. Cho vì vậy người ta kêu niệm Phật, nghĩa là chữ niệm là không phải lấy cái miệng niệm, lấy cái này, lấy cái tâm thức mình hay nhớ Phật, nghĩ Phật. Mà người nào hay bị tán loạn, ta đưa cái hình cho mình focus, mình nhìn vô cái hình đó, miệng đọc cái lời tên của Phật, mắt của mình nhìn để mình ý thức, mình tiếp xúc cái hình ảnh đó để mình không có bị phân tâm. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Cho nên mình nằm chiêm bao là thấy Phật là tốt. Nhưng mà nhớ là mình chỉ thấy trong chiêm bao là gì? Tâm mình thường nghĩ thôi. Xin thầy cho biết Phật có nói láo không? Pháp Hòa hiểu được cái ý của câu hỏi. Thật ra đó thì chữ nói láo là gì? Nói nó có 4 cách nói. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, gọi là nói dối, nói láo. Đâm đầu này thọc đầu kia gọi là hai lưỡi, tiếng Hán gọi là lưỡng thiệt.
chửi rủa mắng xả người ta gọi là ác khẩu, phải không? Và nói những lời vô ích, dụ dỗ người ta gọi là ỷ ngữ. Ỷ ngữ tức là nói những lời mê hoặc người khác. Ví dụ như nói chị theo tôi đi 3 tháng cái tôi chị thành Phật à, hay là chị cúng cho tôi cái chị được cái này phước kia, cái đó là ỷ ngữ và nói dối. Vậy thì cái lời nói dối nghĩa là mình nói không thật. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nói không thật để cứu người thì cái điều đó không có sai. Pháp Hòa ví dụ ở trong kinh có kể câu chuyện có một thầy tỳ kheo đi khất thực, thì có một cái người đó đó họ làm rớt chiếc nhẫn, nó lăn tới cái chỗ con ngỗng, thì con ngỗng nó không, nó thấy cái chiếc nhẫn lăn đụng chân nó thì nó cứ nhanh nó ngậm cái chiếc nhẫn, nó nuốt một cái đi. Thì trong lúc cái người đó chạy tới thì ngay cái chỗ đó thì chiếc nhẫn không thấy, thì mới nghi là ông thầy này lấy, hỏi ổng không có nói, ổng không có lấy, thì họ đánh ông tới chết. Mà ổng thấy con ngỗng nuốt chiếc nhẫn đó chứ. Nhưng bây giờ nếu mà ổng nói ra mà con ngỗng mà nuốt chiếc nhẫn á, thì họ sẽ giết con ngỗng ngay. Thì cuối cùng mới là khi con ngỗng đó nó lăn ra, nó bị một cái gì đó nó chết đó, thì người đó họ mới, cái người chủ đó mới mổ bụng cái con ngỗng đang thịt, trong khi làm thịt nó thì mới phát hiện là chiếc nhẫn nằm trong cái bụng của con ngỗng. Thì ở đó là một câu chuyện để nói lên những cái bậc mà người ta không nói những điều mà tác hại đến cho người. Ổng nói dốc mà, ổng nói dốc là ổng không thấy ai lấy, mà rõ ràng ổng thấy con ngỗng lấy, nhưng vì cứu con ngỗng ổng không nói. Như vậy thì ở đây cũng vậy, có những điều chúng ta nói dối, nhưng mà nói dối đó nhằm mục đích không để hại người mà để cứu người, thì cái nói dối đó không có lỗi. Pháp Hòa ví dụ như á, hai cái người đó họ gây gỗ với nhau, rồi họ tới với mình, họ nói xấu về nhau cho mình nghe. Thì cái người kia gặp mình đây, tôi thấy bữa đó, cái ông đó, cái bà đó ghé vô chị có nói gì tôi không? Mặc dù hồi nãy họ bữa đó nói rất là nhiều, nhưng mình cũng sẽ nói rằng không có nói gì hết, tới thăm tôi thôi. Nói dối á, rõ ràng tao có nói cho mình nghe mà tại sao mình nói là không? Vì cái nói dối này mình mục đích mình biết rất là rõ là mình không muốn làm hai bên thêm đổ vỡ, cho nên mình nói không, người đó không có nói gì về anh, về chị hết. Vì vậy cho nên thưa đại chúng, giới đó, cái cách mình giữ giới đó, nó có 4 cách ha. Một là khai, hai là giá, ba là trì, bốn là phạm. Khai, giá, trì, phạm, 4 cách giữ giới. Có lúc mình mở gọi là khai, có lúc là giá là phải ngăn lại, có lúc mình phải giữ giới đó gọi là trì, còn không là mình sẽ phạm. Đó là 4 cách giữ giới. Bây giờ Pháp Hòa nói với đại chúng gọn 2 câu thôi, để đại chúng biết cái cách giữ giới của Đạo Phật nè. Quý vị nhớ 2 câu thôi là quý vị giữ giới được. Một là chỉ trì, hai là tác trì. Chỉ trì là gì? Là hãy nên gìn giữ những gì cần gìn giữ. Tác trì là gì? Nên làm những việc cần làm. Thí dụ đèn đỏ là phải ngưng khi lái xe, cái đó là chỉ trì hay tác trì? Chỉ trì. Mình phải nên giữ cái đó, mình phải nên giữ cái điều đó. Cái gì sai là mình phải giữ. Giữ cái gì nó sai mình không nên làm gọi là chỉ trì. Chỉ là dừng. Trì, mình phải giữ gìn, mình phải trì những cái gì cần giữ. Thí dụ như là trộm cắp là chỉ trì đó, không có trộm cắp là chỉ trì. Nhưng mà tác trì là gì? Bố thí. Chữ tác là làm, nên gìn giữ những điều cần làm, đó là bố thí. Phải nói lời hiền lành, đó là tác trì. Đừng nói những lời thô ác là chỉ trì. Cho nên là người nào mà giữ được hai cái này là người đã giữ được giới đó. Mà nói chốn lại là tất cả giới luật của Đạo Phật không ngoài hai cái điều này, chỉ trì và tác trì. Mà thường thường trong giới luật lúc nào cũng nói hai việc, mình nên giữ cái xấu là nên làm cái tốt. Cho nên quý vị thọ thập thiện là vậy đó. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa lấy mấy câu hỏi Phật tử gửi về chùa, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng.
Thì mong rằng tất cả chúng ta là những người Phật tử, chúng ta luôn luôn học hỏi để mở mang cái hiểu biết của mình, nhất là mình hiểu đúng đắn về đạo Phật. Thì khi mình hiểu đúng đắn về đạo Phật thì chúng ta sẽ có một niềm tin bất hoại kiên cố với đức, với đạo Phật mà chúng ta đang theo. Và khi mình hiểu được rồi thì mình sẽ thấy rằng đạo Phật luôn luôn dạy cho chúng ta cái chánh tính và cái sống đúng. Khi mình tin đúng là mình sẽ sống đúng, mà khi mình tin sai là mình sẽ sống sai. Ví dụ như quý vị tin rằng á, mỗi năm mình phải giết heo, giết gà, giết vịt để mình cúng tế thần linh, nhờ thần linh phù hộ cho mình, điều đó là sai. Đúng không? Mình đem một cái, mình đem một cái thần linh nào mà tu hành để chờ những cái con gà con vịt đó để mà cúng rồi bảo hộ cho mình. Rồi thử hỏi bây giờ cho dù mình có cúng cả con heo quay mà lái xe không cẩn thận vẫn bị đụng xe như thường. Đúng không? Làm việc không đúng vẫn bị phạm luật như thường. Cho nên mình hiểu đúng, mình tin đúng thì mình sẽ sống đúng và không để những cái điều tà vại nó lấn át mình. Và mà mình lúc đó mình sẽ hiểu rằng đạo Phật không phải là những cái đó, mà nó xen vô, nó xen vô. Cũng giống như là mình ở đây á, mình biết ví dụ như đưa quý vị món pizza spaghetti, quý vị biết đây là món của người Ý. Đưa chén cà ri ra, đây là món của người Ấn Độ. Đưa cái dĩa pad thai ra, biết đây là món của người Thái. Mình biết rất rõ cái nào của ai. Thì cũng như vậy, mình là người Phật tử, cái nào của Phật giáo là mình biết rõ, còn cái nào nó xen vô mình vẫn biết rõ. Mà nếu có xen vô mà chúng ta ứng dụng như thế nào để cái xen vô đó nó không làm hư cái của mình, thì cái đó mới là cái chính yếu của người Phật tử học và hành. Pháp Hòa chỉ mong rằng mỗi tuần hay là những lúc nào quý vị rảnh, quý vị lên mạng, quý vị nghe pháp hay về chùa nghe pháp, để xác định lại cái hiểu biết của mình đúng đắn về đạo Phật, để cho cái niềm tin của mình không có bị lung lay. Và khi mình vững rồi, ai có nói, ai có chỉ trích, ai có nói gì, mình vẫn rõ ràng cái con đường của mình mà không bị người khác làm mình tác động.